20 câu chuyện trí tuệ cổ nhân dạy 20 bài học giúp khai sáng trí tuệ khi lạc lõng trên đường đời. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, khi bạn cảm thấy lạc lõng trên đường đời, hãy học hỏi trí huệ của các bậc tiền nhân để thấy được ánh sáng tri thức, từ đó rút ra cho mình những bài học giá trị để cuộc sống ngày một an nhiên, hạnh phúc hơn, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, vượt qua 3 cạm bẫy này của nhân sinh sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Tăng Quảng Hiền Văn là một bộ cách ngôn tràn đầy trí tuệ của cổ nhân, vừa có tính triết lý, lại vừa thể hiện được tư tưởng của cả 3 nhà nho Phật đạo. Đối với việc đối nhân xử thế đều có những đạo lý rất sâu sắc. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn ngăn trở. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. 3 cạm bẫy mà đời người thường mắc phải nhất có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được 3 điểm này thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tùy mặt gửi lời. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều. Gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên. Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa. Muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ. Trong sử ký, Trần Thiệp Thế Gia từng ghi lại, Trần Thắng khi còn nghèo khổ, thường đi cày thuê cho người ta, thường tâm sự với bạn cay, nếu sau này giàu sang, sẽ không quên nhau. Nhiều năm sau, Trần Thắng chống lại nhà Tần và Xương Vương, được nhiều người ủng hộ, những người bạn năm đó đều đi tìm Trần Thắng để nhờ vả. Có người bạn cũ thường cùng cày thuê với Trần Thắng khi xưa, nghe tin ông đã làm vua, bèn đến nước Trần và tìm gặp ông. Trần Thắng liền đón tiếp vào cung. Người bạn ấy ra vào cung cấm, càng ngày càng phóng túng cứ nói đến tình xưa nghĩa cũ của Trần Vương. Có người hầu nói với Trần Vương, người khách đó ngu dốt không biết gì, cứ ăn nói bừa bãi, làm giảm uy tín của ngài. Trần Vương trong lúc tức giận mà giết người bạn đó đi. Những người bạn cũ của Trần Vương vì thế mà kéo nhau bỏ đi hết. Từ đó không ai thân với Trần Vương nữa. Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều. Trong kinh dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều. Lời nói dường như buông ra thật dễ dàng, nhưng nếu không tế nhị suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nể gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào. Đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi đao, đao, dưới là trái tim, tâm. Dù cho có đau đớn như đao cứa vào tim thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần bắc phạt cuối cùng, từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày. Trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến. Gia Cát Lượng không còn cách nào mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi sung lên. Mấy ngày sau thì Gia Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên gò Ngũ Trượng, quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ, nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế này. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư. Ý tứ là, lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận. Dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng, không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân. Đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế. Dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi. Đây là sai lầm thứ 2 của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến. Khi làm việc gì, không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu? Sự nhục nhã từ đâu mà có? Cũng chỉ là 2 chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng có câu rằng, thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ tư hồi đầu. Tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối. Câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thăm thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế luôn rồi thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Nếu không kịp thời khắc chế dục vọng, thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh. Đời người phiền não không kể hết được, chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng. Thân nơi bóng tối, gặp phải nghịch cảnh cũng không được ủ rũ. Tĩnh tâm lại, tìm ra nguyên nhân, phía trước sẽ là bầu trời xanh. Câu chuyện thứ hai, đạo lý của người lương thiện, thà rằng bị lừa chứ không muốn lừa người. Bậc thiện nhân gặp phải sự việc gì đều nghĩ đến người khác, dù có chịu thiệt cũng không muốn làm tổn hại đến người. Tuy nhiên, vũ trụ có đạo lý thiện ác hữu báo, người tốt cuối cùng đều sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Bạn đã bao giờ bị người khác lừa gạt chưa? Nếu có, thì cảm giác lúc đó quả thực không dễ chịu chút nào phải không? Giả sử, nếu như bạn bị người ta lừa mua phải thứ đồ đắt đỏ, khi bạn hiểu được mọi chuyện, bạn có tìm cách bán lại cho người khác để bù đắp chút tổn thất hay không? Hay bạn sẽ suy nghĩ cho người khác, thà tự mình bị lừa, chứ không muốn làm hại một ai? Nếu như bạn lựa chọn đáp án thứ hai, thì xin chúc mừng, vì bạn đã tích lũy được không ít phúc báo rồi đó. Câu chuyện của cổ nhân Đào Tứ Ông dưới đây chính là một trường hợp như thế. Vào thời nhà Tống, có một người tên Đào Tứ Ông, là chủ một tiệm nhuộm vải. Một hôm, có người mang đến cho ông một lô cỏ nhuộm màu tím rất đẹp. Đào Tứ Ông đã mua chúng với giá 400 vạn đồng. Vài ngày sau, có một người mua hàng sành sói đi tới tiệm vải của Đào Tứ Ông. Sau khi nhìn thấy loại cỏ nhuộm này, liền nói, đây đều là hàng thứ phẩm, là hàng kém chất lượng, không có tác dụng gì đâu. Đào Tứ Ông hỏi, sao nó lại là hàng thứ phẩm được? Người nọ đáp, đây là loại cỏ kém chất lượng, màu sắc tạo ra cũng không tốt. Màu sắc xem qua thì giống như hàng chính phẩm, nhưng thật ra là không tốt, không thể dùng. Đào Tứ Ông thử qua một chút, quả thật là không nhuộm màu cho vải được, là đồ vô dụng. Người nọ nói, ông đừng buồn, tôi sẽ giúp ông phân phát chúng đến các của tiệm nhuộm vải nhỏ khác trong khu vực là xong ấy mà. Đào Tứ Ông nói, được. Ngày hôm sau, người mua hàng nọ tới, nhưng Đào Tứ Ông lại không muốn bán số cỏ nhuộm đó nữa, mà dùng mồi lửa thiêu rụi. Đào Tứ Ông nói, thà rằng ta bị lừa, chứ không thể đi lừa gạt người khác được. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, thấy rằng nhất định phải làm như vậy, nên thiêu hủy nó đi. Lúc đó, dù tài sản trong nhà Đào Tứ Ông còn lại rất ít, nhưng ông thà rằng chính mình bị mắc mưu, cũng không muốn vì bù lỗ mà đem hàng kém chất lượng đi lừa người khác. Bỏ ra số tiền lớn như thế nhưng lại chỉ thu về được một loại phế phẩm, Đào Tứ Ông đương nhiên cảm thấy hối tiếc, nhưng lương tri đã khiến ông thanh tỉnh, hiểu rằng việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tuy nhiên sau sự việc này, Đào Tứ Ông làm ăn buôn bán lại rất thuận lợi, dần dần trở thành đại phú, con cháu mấy đời đều sống trong vinh hiển, giàu sang. Lương thiện quả thực có sức mạnh không ngờ, người hành thiện cuối cùng sẽ đắc phúc báo. Chịu thiệt chịu khổ chính là một loại phúc. Thời cổ đại có một người đàn ông sống rất lương thiện, cả đời tích phúc tích đức, con cháu đầy đàn. Trước lúc lâm chung, con cháu ông quỳ gối trước giường nói, bố sắp rời xa chúng con rồi, bố có muốn nhắn nhủ điều gì với chúng con không? Người đàn ông lương thiện nói, các con chỉ cần ghi nhớ 4 chữ, học chịu thiệt thòi. Người đàn ông này, đối với con cháu, sự quan tâm lớn nhất chính là giúp chúng hiểu được, chịu thiệt chịu khổ chính là phúc. Kỳ thực, người lương thiện sẽ không thiệt thòi. Đời người chính là một bàn cờ lớn, bạn ở nơi này quanh co một chốc, nhưng có thể là đang tích lũy lực lượng. Theo Phật gia mà nói, phúc báo chính là ở phía sau. Điều bạn nhận được bây giờ, chính là do cái tâm trước đây từng tạo, tương lai của bạn, đều là do tư tưởng của bạn ngay tại giây phút này. Câu chuyện thứ ba, giai thoại Hàn Tín chia giàu, tuổi trẻ tài cao khiến người đời bội phục. thời cổ đại đã để lại cho hậu thế những tấm gương về sự hiếu học và trí tuệ vượt bậc siêu phàm. Dưới đây là những giai thoại được lưu truyền tới ngày nay. Hàn Tín giúp hai người buôn phân chia giàu. Hàn Tín từ nhỏ đã rất thông minh. Có một ngày, khi ông đang đi trên đường thì nhìn thấy hai người đang cãi lộn. Nguyên do là hai người này ban đầu hùn vốn đi buôn giàu, sau đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, chửi mắng nhau không thôi. Dầu trong vạc của họ vẫn còn dư 10 cân, hai người đang chuẩn bị chia đều, đường ai nấy đi. Nhưng chớ trêu thay, lúc đó lại không có cân, mà chỉ một cái hổ lô có thể chứa được 3 cân dầu và một cái hũ có thể đựng được 7 cân dầu. Hai người phân chia đủ kiểu nhưng vẫn không thể đều, vì thế cuối cùng quay sang oán trách nhau. Lúc đó Hàn Tín bèn tiến đến, sau khi hiểu ngọn ngành câu chuyện liền nói với hai người lái buôn. Hãy rót dầu vào đầy hổ lô rồi đổ hết vào cái hũ, làm như thế 2 lần. Lần thứ 3 lại rót dầu đầy hổ lô, rồi đổ ra cái hũ cho đến khi cái hũ đầy. Lúc này trong hổ lô sẽ còn lại 2 cân dầu. Sau đó đổ hết dầu trong hũ vào cái vạc, rồi rót 2 cân dầu còn lại trong hổ lô vào cái hũ. Lại tiếp tục rót dầu vào đầy hổ lô, xong rồi đổ hết dầu trong hổ lô vào cái hũ. Như vậy trong vạc còn lại 5 cân dầu, mà trong cái hũ cũng có 5 cân dầu. Cả hai người làm theo như vậy, kết quả là phân chia rất đều và đều tấm tắc khen ngợi tài trí của Hàn Tín. Từ giai thoại trên, có thể thấy, đúng là gặp chuyện phải động não, không cần nhọc sức phân tranh. Tĩnh tâm ắt nghĩ ra được, tĩnh tư ắt thông minh, đục tường dẫn ánh sáng. Thừa tướng Khuông Hoành trong thời đại Hán Nguyên Đế, từ nhỏ đã rất chăm chỉ hiếu học, nhưng gia đình thì đến cây đèn cũng không thể mua được. Vì thế cứ đến tối là cậu không thể nào học được nữa. Nhà bên cạnh tối nào cũng thắp đèn sáng trưng, nhưng lại không có nhã ý cho cậu học trò nghèo học ké. Thế là Khuông Hoành nghĩ ra cách đục một cái lỗ trên tường thông hai nhà với nhau. Nhờ ánh đèn của nhà hàng xóm chiếu sang qua cái lỗ, tạo ra một khoảng sáng nhỏ, mà từ đó Khuông Hoành có thể học bài vào buổi tối. Bởi vì cái lỗ rất bé nên nhà hàng xóm cũng không phát hiện ra. Trong hoàn cảnh học tập khó khăn như vậy nhưng Khuông Hoành vẫn kiên trì học tập, để rồi cuối cùng trở thành một người tài ba. Giai thoại về ông được người đời ca ngợi, chính là chỉ cần quyết chí học tập, mọi chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành. Trời không tuyệt đường người, đây chính là chân lý. Câu chuyện thứ 4, lúc phú quý không hưởng lạc vô độ, khi bần hàn chẳng vứt bỏ nhân nghĩa. Những áng văn hay lưu truyền trên đời nhiều không kể xiết, nhưng trong đó có một áng văn kiệt tác viết bởi một vị trạng nguyên vào 1000 năm trước. Tuy niên đại thật xa xưa nhưng nếu mang đối chiếu với thời nay thì lại vô cùng ăn khớp. Hôm nay xin mượn bút cùng độc giả tìm hiểu về áng văn này. Trạng nguyên truyền kỳ thời Bắc Tống Tể tướng Lã Mông Chính có một áng văn lưu truyền 1000 năm với đề tựa là Phá Diêu Phú, Bài Phú Phá Lò Nung. Người thời nay đọc nó không chỉ hiệp vần hiệp điệu mà còn hàm chứa đạo lý thâm sâu, có thể nói là một áng văn kiệt tác. Bên dưới xin viết lại phần phiên dịch ý nghĩa bề mặt của áng văn để cùng độc giả thưởng thức. Phá Diêu Phú, dịch nghĩa. Trên trời gặp nạn nhìn tiết trời mưa gió mà dự đoán, con người sớm muộn cũng gặp phải tai họa và hỷ sự. Con rết dù có trăm chân cũng không thể bỏ nhanh như con rắn. Con gà có đôi cánh lớn cũng không thể nào bay giống như chim. Ngựa có thể phi xa trăm dặm nhưng nếu không có người cưỡi thì tự nó không thể đến đích. Lý tưởng của một người dù có cao xa nhưng không gặp phải thời cơ thì cũng không thể thực hiện. Có người thường nói, đời người trên thế gian phú quý nhưng không thể xa hoa dâm dục, bần hàn nhưng không thể mất đi phẩm chất thanh cao. Bài viết của Khổng Tử được người đời tán thưởng nhưng lại bị vây hãm bởi Trần Quốc. Khương Tử nhà văn thao võ lược cũng phải câu cá đợi chờ thời cơ bên sông Vị Thủy. Học trò Nhan Hồi của Khổng Tử rời khỏi thế gian khi tuổi đời còn trẻ nhưng anh ta tuyệt không phải là người hung ác. Đạo Trích tuy là sống lâu nhưng không phải là người thiện lương. Nghiêu, Thuấn tuy là những vị vua anh minh nhưng con cái của họ phẩm chất bất lương. Phụ thân của Thuấn tuy là một người ngoan cố ngu ngốc nhưng sinh ra Thuấn là một người con hiếu thảo. Trương Lương vốn chỉ là một người bình dân, Tiêu Hà bất quá cũng chỉ là một quan huyện. Yến Tử thân cao chưa đầy 5 xích nhưng lại được phong làm tể tướng nước Tề. Khổng Minh ngụ trong lều cỏ nhưng có thể trở thành quân sư của nước Thục. Hạng Vũ tuy mạnh nhưng bại trận phải tự vẫn ở Ô Giang. Lưu Bang tuy yếu nhưng cuối cùng có được thiên hạ. Tướng quân Lý Quảng thời Hán tuy uy danh lẫm liệt nhưng cho đến cuối đời vẫn chưa được phong hầu. Phùng Đường có tài an bang trị quốc nhưng một đời không gặp được thời cơ. Khi Hàn Tín chưa có đất dụng võ thì cơm cũng không có mà ăn. Chờ đến lúc khí vận đến thì thay ra đổi thịt trở thành một đại tướng quân nắm quyền trong tay. cho đến khi thời vận suy bại thì lại chết dưới mưu kế thâm độc của người khác. Có người giàu trước nghèo sau, cũng có người về già sung túc thời trẻ lụn bại, có người viết đầy những áng văn đẹp đẽ nhưng đến lúc già cũng không hề có công danh gì, cũng có người tài cán nông cạn nhưng tuổi nhỏ đã ghi danh lên bảng vàng. Phi tần của hoàng đế trong lúc loạn lạc có thể trầm luân vào kiếp kỹ nữ, còn kỹ nữ phong lưu nếu như thời vận đến cũng có thể dấn thân vào giới thượng lưu. Thiếu nữ trẻ đẹp, xinh xắn có thể gả cho một đấng phu quân ngốc nghếch, bậc nam tử tài trí cũng có thể kết hôn với thê tử xấu xí. Giao Long nếu như không gặp thời cơ cũng chỉ có thể ẩn mình giữa bầy cá, bậc quân tử không gặp cơ hội cũng chỉ có thể nhìn xem tiểu nhân đắc chí. Y phục tuy cũ rách nhưng thường giữ được cung kính lễ nghĩa, dù cho nét mặt u sầu nhưng ôm hoài bão và chí hướng cứu tế thiên hạ. Khi chưa đắc chí tuy chỉ có thể cam chịu bần cùng và an phận, nhưng chỉ cần có sự thản đãng trong tâm thì nhất định sẽ có một ngày rạng rỡ mặt mày. Bậc quân tử bần hàn nhưng cốt cách vẫn cao sang, kẻ tiểu nhân giàu có nhưng không thoát khỏi nội tâm bần hàn. Khi tiết trời không tốt sẽ không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Khi mặt đất không có khí hậu thích hợp thì cây cỏ sẽ không sinh trưởng. Nước không hợp thời thì sẽ gây ra sóng to gió lớn. Con người nếu như không gặp cơ hội thì vận khí sẽ không thông. Phú quý, vinh hoa trong mệnh đều tự có an bài, ai mà không muốn. Con người nếu như không tuân theo bát đức mà sống thì làm sao có thể làm quan, làm tể tướng. Trước đây, ta ở Lạc Dương, ban ngày đến chùa ăn cơm chay, tối đến ở trong hang động lạnh lẽo. Quần áo mặc cũng không tránh được giá rét, ăn cháo loãng cũng không chống chọi được với cơn đói. Kẻ trên người dưới hận ta, áp bức ta, họ đều nói ta hèn mọn chỉ vì ta không gặp được thời cơ. Hiện giờ ta vào triều làm quan, làm đến chức quan cao nhất, địa vị chỉ đứng dưới hoàng đế và đứng trên vạn người, nắm quyền xử lý triều đình và quyền lực trừng trị các quan viên hủ bại. Mặc y phục đều là lụa là gấm vóc, ăn toàn sơn hào hải vị, ra khỏi cửa thì có binh sĩ hộ tống, về nhà lại có kẻ hầu người hạ. Hoàng thượng sủng ái ta, các quan viên kính trọng ta, có người nói rằng ta là người tôn quý, kỳ thực cũng không phải ta có bản lĩnh to lớn gì, chỉ là ta có được sự chiếu cố của thiên thời và vận mệnh. Vậy nên người sống trên đời, lúc phú quý thì không được hưởng lạc vô độ, lúc bần hàn thì cũng không được vứt bỏ nhân nghĩa. Lắng nghe sự tuần hoàn của trời đất sẽ gặp được thời khắc chuyển biến vận mệnh. Câu chuyện thứ 5, gieo giống vào mùa xuân, kết hạt vào mùa hạ. Làm người ai cũng ước mong vạn sự được như ý, sống vui vẻ thoải mái chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng hỏi mấy ai được như thế? Giả sử thế giới này không có đau khổ, vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ở bang Georgia của Hoa Kỳ, có một bé gái không bao giờ cảm nhận được đau khổ, nhưng điều này lại mang đến cho cô bé nhiều bất tiện, bởi nó khiến cô không biết bảo vệ chính mình, thường hay bị bỏng, chật khớp mà cũng không hay biết. Thử nghĩ xem, khi chúng ta đau răng, đau khớp, hoặc có chỗ nào khó chịu thì sẽ kịp thời nghĩ cách chữa trị. Nhưng nếu không còn cảm nhận được những nỗi đau này, người ta có thể còn phải chịu những tổn hại lớn hơn về mặt thân thể, thậm chí mất đi tính mạng. Như vậy xem ra trên thân có thống khổ chưa hẳn là chuyện xấu. Nhìn từ một góc độ khác, khi không có điều kiện ràng buộc bên ngoài, dục vọng của một người có thể sẽ khiến họ mất kiểm soát. Ví như một đứa trẻ, nếu từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, muốn gì con nấy, sau này lớn lên sẽ rất khó sinh tồn trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện không như ý trong cuộc đời, thay vì uất hận, than phiền, hãy nghĩ rằng hậu quả đó là do mong muốn của bản thân không thực tế. Vận mệnh của con người vốn không dễ đoán trước. Lưu Bá Ôn trong tác phẩm Úc Ly Tử kể một câu chuyện ngụ ngôn có tên Học Cách Làm Ô. Chuyện kể rằng vào thời chiến quốc, ở nước Trịnh có một người nông dân học cách làm ô. Trải qua thời gian 3 năm học nghề, sau khi bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng ông cũng thành thạo. Nhưng thật không may, một trận đại hạn hán xảy ra, những chiếc ô của ông căn bản không dùng để làm gì. Thế là gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, ông chuyển sang học cách làm gầu múc nước. Lại trải qua 3 năm, mất rất nhiều công sức, ông cuối cùng cũng thành thạo nghề. Chẳng bao lâu, một trận lũ lớn xảy ra và không ai thèm mua gầu múc nước của ông nữa. Sau đó, ông quay lại tiếp tục làm ô. Không lâu sau, một băng cướp tới vùng này, tất cả mọi người phải mặc quân phục để tự bảo vệ mình. Quân phục bản thân đã có thể dùng để làm áo mưa, bởi thế không ai hỏi mua ô của ông nữa. Sau khi cân nhắc, ông nghĩ tốt hơn cả là học cách rèn vũ khí. Buồn thay khi ấy ông đã quá già. Trong văn hóa truyền thống có giảng luân hồi, cũng giảng nhân quả báo ứng. Tài phú trong kiếp sống này của một người có thể là kết quả hành thiện trong quá khứ hoặc những đời trước. Tương tự như vậy, một người sinh lòng đố kỵ, oán hận, gây ra tổn hại với người khác, sẽ phải trả nợ nghiệp trong tương lai. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, con người ai cũng đều nghĩ đến thăng quan, phát tài, đều mong có được mối lương duyên tài tử giai nhân. Nhưng nếu như trong mệnh của bạn không có, dù nhất thời thông qua thủ đoạn mà đoạt được cũng sẽ sớm tiêu tan. Phúc lộc bản thân cũng chẳng còn, những ngày tháng sau hẳn càng thê thảm hơn nữa. Chi bằng hãy tùy kỳ tự nhiên giữ mình và thiện đãi với người, sống đúng với lương tâm, lòng dạ ngay thẳng, vận mệnh cũng sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Sinh mệnh của con người ta cũng giống như 4 mùa của một năm, gieo giống trong mùa xuân, đơm hoa kết hạt trong mùa hạ, thu hoạch trong mùa thu và trữ kho trong mùa đông. Cái cảnh hoa mai nở rộ lúc xuân về thật khiến người hâm mộ, nhưng nó là kết quả của hàn mai ngạo tuyết, hoa mai cười trong tuyết, sau khi trải qua mùa đông giá lạnh khắc nghiệt. Cũng như vậy, khi phải đối diện với trắc trở và đau khổ, hãy xem đó như một cơ hội phản tỉnh, một lần nữa dò xét lại ý nghĩa của đời người. Rất có thể bạn sẽ có được thu hoạch không ngờ. Đời người có lẽ chỉ là một bến nhỏ trong dòng sông dài đằng đẵng của sinh mệnh. Khi ta từ trong ân oán, tình thù biết được tổn thương của người khác, hiểu được những sai sót của mình đối với người khác, thì sẽ lĩnh ngộ được ý nghĩa đích thực của sinh mệnh. Có một ca khúc rằng, sinh mệnh vốn là tiên trên trời. Chỉ khi hiểu được nhân quả luân báo, tích đức hành thiện, lựa chọn nghe theo lẽ phải mới là đang hướng đến sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Câu chuyện thứ 6, người có thể nhẫn ắt tránh được thị phi, tiêu diệu tự tại mà chẳng ưu sầu. Cuộc sống có rất nhiều người tính tình hung bạo, hở một chút là nổi giận, cũng có người nhún nhường nhẫn nại, trầm tĩnh đối đãi. Có thể thấy, nhẫn là chìa khóa để hóa giải mọi mâu thuẫn, là cảnh giới của người có tu dưỡng, có trí huệ. Có thể có người nói, buồn vui nóng giận vốn là lẽ rất bình thường. Trong cuộc sống tràn ngập mâu thuẫn này, ai mà chưa từng gặp phải những sự tình không như ý, chưa từng nộ khí xung thiên kia chứ. Thế nhưng, cơn nóng giận xuất hiện, bất luận là trên phương diện dưỡng sinh hay tu tâm dưỡng tính, đều là 100% hại mà không 1% lợi. Người xưa nói, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi đứng trước một vấn đề nào đó hay trước mâu thuẫn, nếu như có thể dùng khoan dung đối đãi với người, nhẫn nhục không tranh biện, thì có thể rời xa thị phi, không yêu không sầu, tiêu diêu tự tại. Trong luận ngữ về linh công, Khổng Tử viết, tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu, ý rằng việc nhỏ không nhẫn được tất sẽ làm hỏng kế hoạch lớn. Trong Sử Ký, Tư Mã Thiên viết, tiểu bất nhẫn hại đại nghĩa, ý nói việc nhỏ không nhẫn thì có hại tới đại nghĩa. Trong dân gian cũng có câu, nhẫn có thể sinh trăm phúc, cũng có thể đắc được ngàn cát tường. Trong Bách Nhẫn Ca Đời Đường có viết, người nhân tử có thể nhẫn được điều khó nhẫn, bậc trí giả có thể nhẫn được chỗ không đáng nhẫn. Có nhẫn thì có thể đi khắp thiên hạ, kết giao được nhiều người. Chịu được đạm bạc có thể dưỡng thần, chịu được cơ hàn có thể lập trí, chịu được gian khổ có thể có tích lũy, tránh được hoang dâm sẽ không sinh bệnh tật. Lâm Tắc Từ là đại thần nhà Thanh, từng làm tổng đốc ở Lưỡng Quảng, là nhân vật nổi bật trong chiến tranh Nha Phiến. Có một lần khi xử lý công vụ, không kiềm chế được cơn giận dữ, ông đã đập vỡ một chén trà. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chữ chế nộ, ức chế cơn nóng giận phẫn nộ mà chính mình treo ở trong nhà để tự nhắc nhở, Lâm Tắc Từ đã tự mình đi quét dọn chiếc chén bị vỡ đó để bày tỏ sự hối cải của mình. Khi ở cùng người khác, nếu không phân biệt thị phi, hễ không hài lòng một chút là nổi giận, thì đây là một loại biểu hiện của người không có hàm dưỡng. Người nóng tính cần phải như Lâm Tắc Từ, phải tự mình lĩnh ngộ, tăng cường tu dưỡng, chú ý ước chế cơn nóng giận của mình, tâm bình khí hòa, dùng lý để phục người, không thể phóng túng ngọn lửa sân hận trong tâm, nếu không sẽ làm tổn thương người khác, cũng tổn hại chính mình. Tu tâm trước hết cần tu đức, dưỡng thân trước tiên cần khắc chế nóng giận. Trung y thời cổ đại đối với chữ nộ, nóng giận, bực tức, phẫn nộ đã có những phân tích và kiến giải rất sâu sắc. Trung y cho rằng, nộ đều do khí sinh ra, khí và nộ là hai trạng thái song hành. Phẫn nộ bất bình thì lửa giận sẽ bộc phát, nộ sẽ khiến khí huyết hao tổn, hỏa khí bộc phát, tổn hại gan. Trong thực tế cuộc sống, cũng có không ít người vì nộ khí xung thiên mà đã phải bỏ mình. Ngạn ngữ có câu, một chén cơm không no nhưng một khẩu khí có thể khiến người ta bể bụng. Rất nhiều người phát tiết bực bội đều bắt nguồn từ sự tham lam và tự tư, ở giữa xóm làng cãi lộn, giữa đường cái cũng cãi lộn, chỉ đơn giản là vì hơn thua một chút lợi nhỏ, hoặc chịu một ít tổn thất. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi có những sự việc khiến bạn thấy không hài lòng, sinh tâm oán hận, tức giận người khác. Khi đó, hãy thử nhìn sự việc ở một góc nhìn khác, có thể đem tức giận chuyển thành cảm kích, hóa nộ khí trở thành bình hòa, đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng. Nên hiểu rằng, Người làm tổn thương bạn thực ra là giúp bạn mạnh mẽ hơn. Người làm bạn vấp ngã là người rèn luyện bạn khả năng chịu đựng thống khổ. Người lừa dối bạn là người giúp bạn tăng thêm trí tuệ. Người trách cứ mắng mỏ là người giúp bạn học cách nhẫn nại. Cảm kích hết thảy mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống mình, bởi vì sự hiện hữu của chúng khiến cuộc đời của bạn muôn màu muôn vẻ. Nếu làm được vậy, mọi chuyện hỉ nộ ái ố có lẽ đều chỉ như mây khói bay ngang qua, không cách nào đụng tới tâm can, làm xáo động tâm hồn bạn. Câu chuyện thứ 7, người quân tử cao thượng không khiến người khác đố kỵ. Lão Tử cho rằng phải nhận thức được mặt cương cường của sự vật, nhưng trong đối nhân xử thế lại phải kiên trì tại mặt yếu nhược của sự vật, phải hiểu biết về mặt hiển lộ, sáng tỏ của sự vật, nhưng trước sau luôn đứng ở chỗ tối, không màng vinh hiển. Đó chính là thà làm một con suối nhỏ, hội tụ dòng nước trong thiên hạ, thà làm sơn cốc sâu, bao dung vạn vật thế gian, vạn trượng hồng trần. Đạo của người quân tử có lẽ cũng là như vậy. Quách Tử Nghi thời nhà Đường là một danh thần có nhiều công trạng. Sau khi bình định loạn An Sử, ông còn vài lần đánh bại đội quân phản loạn nơi biên cương và những tộc người khác xâm lăng. Có thể nói rằng ông là bậc lương đống của quốc gia, công trùm thiên hạ. Nhà họ Quách cũng vô cùng phú quý hưng vượng, 7 người con trai, 8 người con rể nhà họ Quách ai nấy đều là các trọng thần trong triều. Con trai Quách Tử Nghi còn được trọng vọng gả cho ái nữ của hoàng tộc. Có thể nói vào thời đầu Trung Đường, nhà họ Quách là đại gia tộc huy hoàng đệ nhất trong thiên hạ, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng Quách Tử Nghi, vị trọng thần bậc nhất này lại không hề bị địa vị hiển hách, gia tộc hưng vượng mê hoặc tới mức lú lẫn. Thời thời khắc khắc ông luôn khiêm nhường, cẩn trọng, thậm chí trong đối nhân xử thế ông tự hạ thấp, tự bêu xấu bản thân. Quách Tử Nghi từng hạ lệnh, cổng nhà họ Quách luôn rộng mở, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý ra vào, thậm chí đi thẳng vào nhà trong. Có người hiếu kỳ, quả thực đã đi thẳng vào trong nhà họ Quách, thì bắt gặp Quách Tử Nghi lại bê nước rửa mặt, lấy khăn bông, phấn thơm cho thê thiếp của mình, hoàn toàn không có một chút khí khái phong độ nào của một vị tướng quyền uy. Sau khi sự việc này truyền đi, các con trai nhà họ Quách đều cảm thấy bị sỉ nhục. Họ bèn cùng nhau đến trước mặt cha, khuyên ông sau này đừng làm những việc hèn kém, tự hạ thấp bản thân như vậy, tránh nhà họ Quách phải mất mặt. Nhưng Quách Tử Nghi lại nói với các con rằng, ông khiêm tốn sẽ giúp nhà họ Quách trường tồn, bởi dẫu rằng ông công trùm thiên hạ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thần tử. Nếu khoa trương thanh thế, thì khi bản thân còn sống, hoàng thượng có thể không thế này thế khác. Nhưng vạn nhất một hôm nào đó ông không còn trên đời nữa, hễ có kẻ tiểu nhân dâng lời sàm tấu, nhà họ Quách chắc chắn sẽ gặp phải tai ương, họa hại. Hiện giờ ông làm như vậy, người khác cho là tự rước nhục vào thân, nhưng lại có thể thể hiện ra rằng nhà họ Quách không hề uy hiếp tới hoàng thượng, tới những người khác. Do vậy sẽ không khiến người khác phải đố kỵ, cũng không khiến hoàng thượng giấy khởi nghi tâm. Những người con trai nghe xong lời này mới hiểu được nỗi khổ tâm của Quách Tử Nghi, ai nấy đều bái phục. Trong khi người người thi nhau tiến về phía trước, bản thân lại nguyện ở lại phía sau. Trong khi ai nấy đều cầu danh, cầu lợi, nhưng bản thân lại kiên định giữ mình, không cầu quá nhiều tích lũy. Những người có thể làm được như vậy, quả thực vô cùng cao thượng. Người quân tử có thể đứng vững giữa thế gian, ung dung mà tinh thần không phải lao tâm khổ tứ. Dẫu không làm nên công trạng gì nhưng họ lại có thể mỉm cười với những điều sáng suốt. Phúc lộc là thứ mà người người đều khao khát truy cầu, nhưng bản thân người quân tử lại cầu bảo toàn, chỉ mong tránh khỏi tai họa. Nếu làm được như vậy căn bản là đang ở trong đại đạo vô cùng huyền diệu. Thái độ sống lấy tiết kiệm, đơn giản làm trọng, bởi lẽ những thứ cứng cỏi sẽ bị hủy trước tiên, những vật sắc nhọn sẽ gặp trở ngại đầu tiên. Khi đối đãi với vạn vật cần có một tấm lòng bao dung, không hả hiếp, bắt nạt người khác. Đây chính là cảnh giới tư tưởng cao nhất. Quách Tử Nghi lập được đại công như vậy, có thể được gọi là bậc chi hùng, không ỷ thế ức hiếp người khác, nhưng ông lại có thể buông bỏ thân thế, khoan dung đãi người, khiêm nhường, cẩn trọng, không hề phô trương thanh thế, đây gọi là thủ hùng, nắm vững hình thế. Chỉ những người quân tử đạt tới cảnh giới cao như vậy mới có thể biến nguy thành an giữa thời cuộc đời đầy dẫy tai ương. Đây cũng chính là tự hạ thấp bản thân, khom lưng, cúi mình, nhằm tìm được điểm cân bằng, tránh bị vấp ngã. Có câu rằng, Thái Sơn bất khí thổ nhưỡng, cố năng thành kỳ vĩ, thâm hải bất trạch tế lưu, cố năng tiệu kỳ đại, ý rằng núi cao không chê đất thấp nên mới trở nên vĩ đại, biển rộng không chọn con nước nhỏ nên mới được bao la. Sự vĩ đại của người quân tử chính là bắt nguồn từ đây. Câu chuyện thứ 8, học cổ nhân cách xử thế khôn ngoan, tĩnh để tu thân, kiệm mà dưỡng đức. Từ Khổng Tử học cách khiêm tốn. Khổng Tử viết, ba người cùng đi, tất có người làm thầy ta. Tự tin thái quá thường đẩy chúng ta vào bờ vực hiểm nguy, vừa gần với thành công nhưng cũng rất gần với thất bại. Bởi vậy, người xưa luôn giảng về đức khiêm nhường. Trời đất có những vẻ đẹp hùng vĩ không lời, trời cao vời vợi, đất rộng bao la, núi non kỳ vĩ, biển cả vô bờ. Thiên nhiên kỳ diệu là vậy, mỹ hảo là vậy, ấy thế mà chẳng một lời khoe khoang. Đây há chẳng phải là sự khiêm tốn của thiên nhiên đó sao? Khiêm tốn giống như người nông dân ngày mùa gặt hái, cúi thấp đầu trên cánh đồng để có được thành quả bội thu. Người trí huệ là người biết hạ thấp bản thân và học cách khiêm tốn. Để thấy được điểm mạnh của người khác, hãy học hỏi từ những người tài giỏi hơn mình. Trường đời luôn có những người thầy ở xung quanh chúng ta. Từ Trang Tử học cách đồng cảm. Huệ Tử hỏi, con người không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá? Trang Tử đáp, người khác không phải là ta, sao biết được ta không biết niềm vui của cá? Khuyết điểm của chúng ta là không biết đứng trên lập trường của người khác để xem xét và suy nghĩ vấn đề. Khi chúng ta đồng cảm, khi chúng ta trân trọng cảm xúc và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau, hiểu biết lẫn nhau và khoan dung cho nhau, thì tất nhiên giữa người với người sẽ không còn những nghi ngờ hay oán trách. Từ Gia Cát Lượng học cách tu thân. Trong cuốn sách Giới Tử Thư, Gia Cát Lượng viết, tĩnh có thể tu thân, kiệm có thể dưỡng đức. Không thể hiện bản thân không có nghĩa là không hiểu biết, không màng danh lợi không có nghĩa là không có ý chí tiến lên. Có người phàn nàn rằng xã hội không cho họ cơ hội, lại có người khi mắc sai lầm hay thất bại liền oán trách người, oán trách cuộc đời. Còn Gia Cát Lượng trong nửa đầu của cuộc đời đã biết, đạm bạc minh trí, ninh tĩnh trí viễn, sống đạm bạc để có được tri thức sáng suốt, bĩnh tĩnh để nhìn xa hơn. Trong nửa sau của cuộc đời, ông đã tự luyện tập, tự hoàn thiện bản thân và cống hiến cho non sông đất nước. Vậy, làm cách nào để tu thân? Gia Cát Lượng cho rằng đời người cần đạm bạc và bình tĩnh, từ đó mới có được trí huệ, mới có thể nhìn xa trông rộng. Tâm thái tĩnh lặng và đơn giản, ấy cũng là trí huệ của đời người. Từ Nguyễn Tịch học cách thận trọng. Tấn Thư, Nguyễn Tịch chuyện có viết, mặc dù không nói xấu người khác, cũng không chắc người khác nói xấu mình hay không. Người ta thường có câu, ai mà không nói xấu người khác sau lưng, ai mà không bị người khác nói xấu sau lưng. Nguyễn Tịch cũng cho rằng, miệng lưỡi đám đông làm kim khí tan chảy. Làm người cần học cách thận trọng trong hành động, thận trọng trong suy nghĩ, thận trọng trong lời nói. Đôi lúc, muốn quản tốt cái miệng của mình thì cần ngồi xuống và suy nghĩ về bản thân. Rất khó tránh khỏi miệng lưỡi thế nhân, nhưng thận trọng trong lời nói là cách để bảo vệ bản thân mình. Từ Trịnh Bản Kiều học cách hồ đồ. Trịnh Bản Kiều từng nói, thông minh khó, hồ đồ càng khó hơn, từ thông minh chuyển sang hồ đồ càng khó hơn nữa. Bí quyết sống của Trịnh Bản Kiều là chẳng mấy khi hồ đồ. Con người ta nếu không dám buông bỏ một vài thứ thì không thể sống tự do tự tại. Khi đã sống tự do tự tại thì cũng không cần phải so đo tính toán tất cả. Mọi chuyện đều biết trên dưới, nặng nhẹ, biết hoãn biết vội thì sẽ không khiến bản thân phải muộn phiền. Vì thế, trong cuộc đời miễn là không vi phạm nguyên tắc sống của bản thân, thì rất nhiều chuyện đều không cần chúng ta phải phân biệt rõ ràng trắng đen. Rất nhiều vấn đề đều không có đáp án chính xác. Chỉ cần hồ đồ một chút thì có thể khiến người khác trở nên thoải mái và bản thân mình cũng thoải mái hơn. Câu chuyện thứ 9, 4 loại phúc đức cần nuôi dưỡng, 2 loại hung khí cần tránh xa. Chúng ta sống ở thế gian này, dẫu cho nhân tình thế thái ra sao, cũng cần phải dưỡng thành những phẩm chất tốt đẹp mới có thể giành được thiện cảm của mọi người. Nhân phẩm của bạn được đánh giá cao, người khác sẽ nguyện ý tiếp xúc với bạn nhiều hơn, các mối quan hệ cũng được cải thiện thăng hoa. Đoàn chính đôn hậu là quý tướng. Bao dung khiêm nhường là quý tướng. Làm việc có đường lối là phú tướng. Lòng giữ thiện niệm, từ bi hỷ xả là phú tướng. Đây là 4 câu được danh nhân, chiến lược gia Tăng Quốc Phiên ghi lại trong nhật ký của mình một ngày tháng 3 năm Hàm Phong thứ 8, năm 1858. Thứ nhất, đoan chính bình hòa là hiệu quả của hậu, phúc hậu. Có thể nói, trọng tâm của 4 chữ này chính là phúc hậu. Làm được phúc hậu mới có thể thật sự đoan chính hòa nhã, khiến không những phong thái trở nên thanh tao, cao quý, mà cũng tạo được thiện cảm và niềm tin ở người khác khi giao lưu cùng. Thứ hai, làm người khiêm nhường cẩn trọng, từ góc độ làm việc mà nói, người như vậy sẽ dễ dàng phối hợp trong công việc, cũng lại dễ dàng được trợ giúp khi cần hơn. Thứ ba, làm việc trầm ổn có quy củ, cũng chính là làm việc một cách vững chắc thiết thực, có đầu có đuôi, kiên trì bền bỉ. Thứ tư, làm người cần phải khoan dung độ lượng, phải có lòng từ bi. Giúp đỡ người khác thật ra cũng là giúp đỡ chính mình. Người như vậy, dù cho không giàu có về mặt vật chất, nhưng lại giàu có về mặt tinh thần, sẵn sàng cho đi, bản thân điều này đã đủ chứng minh đây là người có phúc khí. Tăng Quốc Phiên cũng chỉ ra hai hung khí và nhược điểm lớn của người thường, ngạo mạn và nói nhiều. Ở một mức độ nào đó có thể nói rằng, nhiều sai lầm mà Tăng Quốc Phiên mắc phải thời trẻ đều bởi ông quá ngạo mạn và nói nhiều, nhưng sau sự việc ông đều có thể nghiêm túc tự xét lại mình, sửa sai một cách nghiêm túc, cuối cùng đã thành tựu được nhân cách của mình. Vậy nên hung khí đẩy người ta đến chỗ thất bại mà Tăng Quốc Phiên nói đến đều là lời răn dạy quý báu được tổng kết ra từ trong kinh nghiệm đời người của ông. Ví như thất bại của Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tất cả đều bởi thói ngạo mạn của ông mà ra. Quan Vũ là một mãnh tướng, có trí dũng có mưu lược, trảm Nhan Lương giết Văn Sú, Rượu Ấm trảm Hoa Hùng, một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc, đều đủ để chứng minh năng lực phi phàm của ông. Nhưng cũng chính bởi quá cao ngạo mà Quan Vũ tự rước bại vong. Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, dương dương tự đắc, không nghe lọt tai lời khuyên của bất cứ ai, cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, lời của người khác chẳng có gì hay ho cả. Cuối cùng để mất Kinh Châu, đẩy bản thân vào tử địa. Tăng Quốc Phiên đã từng tự xét lại mình, bản thân ngay đến cả đạo lý không nói lời tổn thương người khác, thì những lời phẫn nộ sẽ không trở lại thân mình được nói đến trong lễ ký, vốn là tiêu chuẩn của một trí thức nho gia cũng không thực hành được, ngay cả phương diện lời nói cũng không làm được tốt, thế thì còn có thể thành được đại sự gì nữa đây? Giới cấm đa ngôn của Tăng Quốc Phiên bắt nguồn từ một sự việc nhỏ. Khi ông mới bước vào Hàn Lâm Viện chưa được bao lâu, đường làm quan rộng mở, vậy nên không khỏi có phần tự mãn trong tâm. Một lần nhân tổ chức buổi tiệc chúc thọ cha mình, Tăng Quốc Phiên lúc uống rượu trò chuyện với chúng bạn đến chơi đã không khỏi huy anh hoang khoác lác, thật đúng là đắc ý mà quên cả thân mình, kết quả khiến cho đám bạn phản cảm, giận dữ bỏ đi. Sau sự việc này khiến Tăng Quốc Phiên hối hận vô cùng, trong nhật ký của mình, ông đã tự xét bản thân mình có 3 lỗi lầm lớn. Một là lúc bình thường luôn tự cho mình là đúng, hai là nói năng không có chừng mực, nghĩ đâu nói đó, ba là rõ ràng là mình đã nói năng đắc tội với người ra, thế mà vẫn còn tranh cãi với người, thậm chí đến bước không hợp với đạo làm người nữa. Về sau, Tăng Quốc Phiên đã đặt ra giới cấm đa ngôn này, và nó đã trở thành gia huấn quan trọng của gia tộc, ông luôn truyền thụ đạo lý này cho con em trong nhà. Bản chất của giới cấm đa ngôn là khi đứng trước người và sự việc, cần phải tự kiểm soát được mình, tránh họa từ miệng ra, nói năng tùy tiện. Về bản chất, đây là một hành động lý trí gặp việc không vướng bận, bớt lời tranh cãi vẫn là hơn. Nếu dùng lời nói có thể áp chế được người ta, dù bạn thắng rồi, cũng không khiến người ra tâm phục khẩu phục. Vậy nên, trong đối nhân xử thế khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Không cần phải khoe khoang ánh hào quang của mình khắp mọi nơi. Như vậy không những không soi sáng được người khác, ngược lại còn tổn thương nguyên khí của mình. Câu chuyện thứ 10. Những bậc hiền triết xưa làm cách nào để thay đổi người khác? Giáo dục đạo đức, lễ nghĩa chính là cách thức hiệu quả để cải biến nhân tâm. Người xưa đã thấu hiểu được điều này, do đó mới có nhiều câu chuyện nhân văn về cách quy chính hành vi của người khác được lưu truyền đến ngày nay. Tư Mã Quang thay đổi phong tục của thành Lạc Dương. Vào thời Tống, thừa tướng Tư Mã Quang nổi tiếng là người trung hậu, chính trực, uy đức ông rất lớn, cho nên khi ông ở tại Lạc Dương, phong tục địa phương nhờ đó mà được ảnh hưởng cảm hóa, cải biến tốt đẹp. Bởi vậy đến nay, nhiều người ở Lạc Dương vẫn rất coi trọng danh tiết, họ cảm thấy xấu hổ khi bàn về tiền tài lợi lộc. Mọi người đều có ý thức về liêm sỉ, biết tự răn mình và không dám làm sằng làm bậy. Con cháu hậu sinh muốn làm việc gì cũng nhắc nhở lẫn nhau, tuyệt đối không được làm việc xấu. Nếu làm việc xấu, Tư Mã Quang mà biết thì sẽ vô cùng xấu hổ. Trần Thực khuyên bảo tên trộm. Thời Đông Hán có một người tên Trần Thực, được biết đến là một chính nhân quân tử. Ông đối xử với mọi người khoan dung độ lượng, giải quyết công việc rất chính trực nghiêm minh. Ở quê nhà, nếu có xảy ra tranh chấp đều nhờ Trần Thực ra mặt dàn xếp. Kết quả ai đúng, ai sai, Trần Thực đều có thể phân giải công bằng, là một người phán xử theo chuẩn mực, giảng giải đạo lý đúng sai, khiến cho hai bên tranh chấp đều tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói. Lâu dần, người trong làng đã lưu truyền một câu nói, thà rằng bị quan phủ trách phạt bằng roi, chứ tuyệt đối đừng để Trần Thực phán là người không đúng. Một đêm nọ, có tên trộm lèn vào nhà Trần Thực, trốn trên xà nhà, bị Trần Thực phát hiện ra. Trần Thực thức dậy, cầm cây nến, gọi con cháu trong nhà tập trung lại rồi bảo, người ta ai cũng phải tự mình cố gắng. Người bất thiện vốn chưa chắc là kẻ ác, chỉ là vì người ấy thường xuyên làm việc ác, sau đó thành quen, rồi ra như thế. Cũng giống như vị quân tử trên xà nhà chúng ta kia tâm địa vốn không xấu, cũng là vì nghèo khổ bức bách mà ra. Tên trộm ấy nghe Trần Thực nói, rất hoảng sợ, nhảy từ trên xà nhà xuống, khấu đầu tạ tội trước Trần Thực. Trần Thực ôn hòa khuyên nhủ anh ta hãy quyết chí sửa đổi hướng thiện, không làm những việc trái với lương tâm không xứng làm người. Đồng thời còn tặng cho anh ta ít lụa vào vải, động viên anh ta phải nhất định quyết tâm sửa đổi. Tác phong và uy đức của Trần Thực tự nhiên cảm hóa được nguyên cả một huyện. Từ đó về sau, trong huyện không còn phát sinh chuyện trộm cắp nữa. Thái thú Phong Cảnh Bá lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thời Ngũ Đại, Phong Cảnh Bá đảm nhiệm chức Thái thú Thanh Hòa. Ông làm theo việc công, công thêm bản tính hiếu thảo. Mẹ của ông không chỉ học vấn cao mà còn rất thấu tình đạt lý. Ở Bối Khâu, có một vị phu nhân đã liệt kê ra những việc làm bất hiếu của người con trai mình và báo lên phủ Thái thú. Mẹ của Phong Cảnh Bá nói với ông, dân chúng ở đây chưa biết đạo lý, không thông hiểu lễ nghĩa. Đây là do con làm thái thú mà bất lực trong việc giáo dục nhân dân. Con chớ có quá quở trách họ. Sau đó, mẹ của Phong Cảnh Bá đã đưa vị phu nhân đã tố cáo đứa con bất hiếu kia vào trong phủ thái thú và cùng bà ta ngồi ăn cơm, đồng thời cho gọi đứa con cha của người này đứng bên cạnh nhìn xem thái thú Phong Cảnh Bá mời mẹ mình dùng cơm như thế nào. Sau đó mới gọi cậu ta dùng cơm. 10 ngày như thế, người con trai bất hiếu ấy hàng ngày đều tận mắt chứng kiến Phong thái thú kính cẩn hiếu thuận với mẹ ông như thế nào. Vô cùng chấn động và nói với mẹ, mẹ, con sai rồi, nhất định sẽ sửa đổi, từ nay về sau nhất định sẽ hiếu thuận. Chúng ta hãy về nhà đi. Mẹ Phong Cảnh Bá nói với thái thú và người phụ nữ kia, đứa nhỏ này bề ngoài dù đã tỏ ra xấu hổ, nhưng nội tâm lại chưa thực sự cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy bèn tiếp tục để hai mẹ con nhà ấy ở lại trong phủ thái thú đến 20 ngày. 20 ngày sau, đứa con trai người phụ nữ kia đột nhiên quỳ xuống dưới chân mẹ mình, khấu đầu sám hối, liên tục dập đầu đến chảy cả máu. Người phụ nữ cảm động khóc ròng, xin thái thú cho phép hai mẹ con trở về nhà. Sau này cậu con trai kia trở thành một người con có hiếu nổi tiếng khắp vùng. Câu chuyện thứ 11, Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu giúp tìm được quý nhân đời mình và 8 kiểu người dễ được người khác phò trợ. Thời xưa, Thiên Lý Mã nhờ Bá Lạc mà nổi tiếng. Thiên Lý Mã có nhiều, nhưng Bá Lạc lại khó tìm. Con người sống trên đời sẽ gặp đủ các thể loại người. Còn người thành công lại đều có thể gặp đúng người vào thời điểm thích hợp nhất. Khổng Tử nói, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ cụ. Một người công nhân nếu muốn làm tốt việc của mình, trước hết phải có cho mình một công cụ tốt. Điều này nói với chúng ta rằng phải biết cách mượn lực, bởi lẽ kẻ trí mượn lực hành sự, kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào làm. Mượn lực hành sự cũng chính là cái chúng ta hay nói quý nhân tương trợ. Vậy người thế nào mới có thể được xem là quý nhân? Quỷ Cốc Tử dạy bạn một chiêu tìm ra quý nhân đời mình. Bách khoa toàn thư của Trung Quốc, Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử là một nhân vật được đánh giá rất cao trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc đời của ông được lấp đầy bởi màu sắc huyền bí. Quỷ Cốc Tử là người thời Xuân Thu Chiến Quốc, sinh năm 400, mất năm 270 trước công nguyên. Họ Vương, tên Hừ, ngoài ra còn gọi là Vương Thiền. Quỷ Cốc Tử tinh thông bách gia học vấn, là một chiến lược gia, binh pháp gia, một mưu sĩ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Vì thường ẩn cư nơi tiên cảnh sâu trong núi có tên Quỷ Cốc, nên tự xưng mình là Quỷ Cốc tiên sinh. Trong con mắt người đời, Quỷ Cốc Tử thường xuyên ẩn mình trong núi sâu, tĩnh tâm tu luyện, thông thạo quy luật tự nhiên và những bí ẩn của trời đất. Cũng vì vậy mà hậu nhân sau này gọi ông là Vương Thiền Lão Tổ. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, Quỷ Cốc Tử là một cuốn bách khoa toàn thư sống. Ngoài ra, ông còn là một nhà giáo dục kiệt xuất, những đệ tử của ông đều là những nhân vật có tiếng trong lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ường, Lã Bất Vi, Lý Mục. Mỗi một tác phẩm mà Quỷ Cốc Tử để lại là một kho tàng tri thức, kinh nghiệm quý báu, trong đó các tác phẩm phổ biến như Quỷ Cốc Tử, Bản Kinh Âm Phù Thất Thuật hay Quỷ Cốc Tử Thiên Túy Văn, đều trở thành kỳ thư, tinh hoa đối với hậu nhân. Quỷ Cốc Tử dạy bạn làm sao gặp quý nhân. Không trải qua mưa bão, làm sao gặp được cầu vồng, chẳng ai có thể cứ tùy tiện, tự nhiên mà thành công. Con đường thành công không phải anh sống tôi chết mà là giúp đỡ lẫn nhau. Trí tuệ của Quỷ Cốc Tử vẫn có thể được áp dụng cho tới ngày nay. Muốn thành công, làm sao để tìm được quý nhân đời mình? Quỷ Cốc Tử cho rằng đồng tình nhi tương thân giả, kỳ câu thành giả dã, đồng dục nhi tương sơ giả, kỳ thiên hại giả dã, đồng ác nhi tương thân giả, kỳ câu hại giả dã. Đồng ác nhi tương thân giả, thiên hại giả dã. Quỷ Cốc Tử nói với chúng ta rằng phàm là những người có tư tưởng và khát vọng tương đồng, lại thân thiết với nhau, vậy thì một người thành công, nhất định sẽ mang theo người khác cùng thành công. Nếu chỉ đơn giản là tư tưởng và khát vọng tương đồng nhưng lại xa cách, vậy thì rất khó có thể cùng nhau làm nên một chuyện gì đó. Vì vậy, nếu bạn gặp được người tình nguyện giúp đỡ bạn, lại vô cùng thân thiết với bạn, vậy thì nhất định phải trân trọng, họ có thể chính là quý nhân của đời bạn. 8 kiểu người dễ gặp được quý nhân. Có câu đọc vạn đầu sách, không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường không bằng gặp vô số người, gặp vô số người không bằng quý nhân tương trợ, quý nhân tương trợ không bằng cao nhân chỉ đường. Muốn có được sự giúp đỡ của người khác, trước tiên bản thân phải có điểm xứng đáng để người khác giúp. Kiểu người thứ nhất dễ gặp được quý nhân tương trợ là kiểu người biết cảm ơn. Có câu một giọt ân tình, một thùng báo đáp, thật lòng biết ơn người khác không chỉ nằm ở câu cửa miệng cảm ơn mà phải xuất phát từ sâu nội tâm bên trong. Bên ngoài thì kính cẩn, bên trong ngậm một bổ dao găm, những người như vậy, ngày một ngày hai có thể giấu giếm được, nhưng lâu dần khi bản chất được lộ ra, thì quý nhân cũng sẽ theo đó mà đi xa. Kiểu thứ hai là người chí hướng cao vời. Chí hướng cao vời không đồng nghĩa với việc tham vọng, ảo tưởng, người khác khi giúp đỡ bạn, bạn phải cho họ thấy rằng mình không phải là một người vô chí vô cầu. Bạn phải cho họ thấy được bạn thực sự muốn gì, hơn nữa, còn vì nó mà nỗ lực ra sao. Kiểu thứ ba là kiểu người thông minh tài trí. Kiểu người này rất dễ gặp được quý nhân, bởi lẽ dù chỉ là một cái vẫy tay hay một cái nháy mắt của người khác, họ ngay lập tức cũng có thể hiểu ra được ẩn ý đằng sau, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Kiểu thứ tư là kiểu người có tầm nhìn xa. Theo kinh nghiệm từ những người thành công, những người có tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ rất khó để thành công. Quý nhân thường thích giúp những người nhìn xa trông rộng, bởi lẽ giúp đỡ những người như này mới có giá trị, còn người có tầm nhìn hạn hẹp, làm việc gì cũng tính toán so đo, sức đề kháng với những khó khăn, căng thẳng kém, khó đứng lên được sau vấp ngã. Kiểu thứ năm là kiểu người giỏi giao tiếp, kiểu người này quen biết nhiều người, giỏi giao lưu, vì vậy rất dễ gặp được quý nhân. Kiểu thứ sáu là người có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, kiểu người này thích tìm tòi, trở nên mới mẻ. Phàm là những thứ mới mẻ thường thu hút sự chú ý của người khác, trong quá trình sáng tạo, họ sẽ gặp được những con người mới mẻ, độc lập như mình, chí hướng giống nhau, rất dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. Kiểu thứ bảy là những người thuộc chủ nghĩa hành động, nói là làm. Trong doanh nghiệp, lãnh đạo thích nhất kiểu người như nào? Tất nhiên là kiểu người chủ động, biết cách giải quyết vấn đề chứ không phải những người suốt ngày chỉ biết đặt câu hỏi. Bạn phải biết bỏ ra thời gian cho suy nghĩ của bạn chứ đừng chỉ biết nói suông. Kiểu thứ 8 là kiểu người tích cực tiến lên. Người ta thường nói, càng nỗ lực càng may mắn, người thích cười, vận may nhất định không kém. Nếu bạn là một người luôn mỉm cười, tràn đầy năng lượng tích cực, ai lại không thích kết bạn với bạn, quý nhân cũng theo dòng chảy đó mà tới với bạn ùn ùn. Đời người có 3 điều hối tiếc lớn nhất, đó là gặp được thầy giỏi nhưng không học hỏi, gặp được bạn tốt mà không kết giao, gặp được cơ hội mà không biết nắm bắt. Đời người có 3 bí quyết thành công. Một là chỉ tìm phương pháp để thành công, không viện lý do khi thất bại. 2 là chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. 3 là chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Thời xưa, Thiên Lý Mã nhờ Bá Lạc mà nổi tiếng. Thiên Lý Mã có nhiều, nhưng Bá Lạc lại khó tìm. Con người sống trên đời sẽ gặp đủ các thể loại người, còn người thành công lại đều có thể gặp đúng người vào thời điểm thích hợp nhất. Câu chuyện thứ 12, kết giao bạn bè, trọng nghĩa không trọng lợi. Mạnh Tử nói, bạn bè đến với nhau không cậy lớn bé, không cậy để có địa vị, cũng không cậy để có anh em gần gũi. Bạn bè là kết bạn về đức hạnh, không phải là để cậy nhờ điều gì. Con người ta sống ở đời không thể tách rời bạn bè. Tình bằng hữu giữa bạn bè với nhau chính là hoa trái được kết tinh từ mối quan hệ giao tế giữa con người với con người. Nó có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Cổ nhân cho rằng, trong kết giao bạn bè cần có thái độ khiêm tốn, vừa thân thiết, kính trọng lại phải khoan dung đối phương. Ngoài ra làm bạn với nhau phải biết khuyên nhủ, chỉ ra những điều sai trái và khích lệ, tán thưởng những điểm tốt của bạn. Tình bạn như vậy mới được bền chặt và lâu dài. Cùng người khác kết giao bạn bè, nếu chỉ nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà không nhìn vào sở trường của đối phương thì tình bạn đó không thể tồn tại được. Nhưng nếu có thể nhìn vào sở trường của đối phương mà không quá để tâm đến khuyết điểm của đối phương thì có thể làm bạn cả đời. Nói về kết giao bạn bè, người xưa có rất nhiều lời khuyên. Dĩ lợi giao giả, lợi tẫn nhi giao sơ, tức là bạn bè kết giao vì lợi ích thì khi lợi hết tình bạn cũng liền bất hòa, tiêu tan. Dĩ thế giao giả, thế khuynh nhi giao tuyệt, nếu kết bạn vì quyền thế thì khi thất thời, không còn quyền thế nữa, đôi bên cũng sẽ tuyệt giao. Dĩ sắc giao giả, hoa lạc nhi ái du, nếu người đàn ông yêu một người phụ nữ vì sắc đẹp, người phụ nữ yêu một người đàn ông vì vẻ ngoài phong độ tuấn tú thì khi hai người già đi, vẻ đẹp bên ngoài không còn nữa thì tình yêu ấy cũng liền phai nhạt. Dĩ đạo giao giả, thiên hoang nhi địa lão, nếu hai người kết giao vì tình nghĩa, vì đạo nghĩa, vì ân nghĩa thì tình bạn ấy mới có thể vượt qua được những khó khăn mà tồn tại lâu dài, thiên trường địa cửu. Trong lịch sử có những người kết giao vì tình vì nghĩa mà được lâu dài, lưu danh thiên cổ. Câu chuyện về tình bạn giữa Văn Thiên Tường và Trương Thiên Tái là một ví dụ. Trương Thiên Tái là bạn thân thiết của danh thần triều Tống Văn Thiên Tường. Thời niên thiếu, Trương Thiên Tái và Văn Thiên Tường thân thiết như anh em ruột thịt. Sau này đến tận lúc Văn Thiên Tường đã làm quan to đến chức thừa tướng, danh tiếng hiển hách khắp thiên hạ thì Trương Thiên Tái vẫn chỉ là một người dân thường. Dù người bạn thân thiết hiền đạt nhưng Trương Thiên Tái trước sau đều chưa từng lợi dụng tình cảm của Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường từng nhiều lần giúp đỡ và tiến cử bạn ra làm quan, nhưng Trương Thiên Tái luôn tránh né. Đến khi Văn Thiên Tường kháng quân Nguyên bị bắt, tình thế vô cùng nguy nan thì Trương Thiên Tái không hề sợ hãi, một mực đứng ra cứu trợ. Khi Văn Thiên Tường bị áp giải đến dưới thành Cát Châu, Trương Thiên Tái đã lẻn vào gặp ông, khóc mà nói, "Thừa tướng, ngài đi đến Yên Kinh, tôi cũng theo ngài đến đó." Khi Văn Thiên Tường bị áp giải đến phương Bắc, bị nhốt vào trong đại lao, Trương Thiên Tái cũng ở gần nơi đại lao, hàng ngày đều cung cấp đồ ăn thức uống cho bạn. Cứ như vậy suốt 3 năm liền Trương Thiên Tái chăm sóc cho Văn Thiên Tường. Trương Thiên Tái còn liều mình mang những điều mà Văn Thiên Tường viết trong ngục để truyền ra ngoài. Văn Thiên Tường bị giết, Trương Thiên Tái lại mạo hiểm tính mạng của mình để mang thi thể của bạn đi an táng. Sau nhiều năm tìm kiếm tung tích, cuối cùng Trương Thiên Tái cũng biết được nơi lưu lạc của vợ Văn Thiên Tường. Ông liền mang những kỷ vật và những bản thảo của Văn Thiên Tường khi còn sống giao lại cho người vợ của bạn mình. Người đời sau đem câu chuyện trọng tình trọng nghĩa của Trương Thiên Tái đối với Văn Thiên Tường truyền tụng lại, gọi là sinh tử giao tình, Thiên Tái nhất ngạc, ý nói tình bạn chân thành có thể vì đối phương mà không tiếc nguy hiểm mạng sống. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là một câu rất có đạo lý trong kinh dịch, tức là nói những người có cùng chí hướng sẽ tự nhiên ở cùng nhau, tác động, ảnh hưởng đến nhau. Nếu một người kết giao vì lợi ích cá nhân, vì để lợi dụng quyền thế, thì người bạn kia cũng không thể tận nghĩa với người ấy được. Vì vậy, trong kết giao, nếu muốn có một người bạn thực sự ở bên mình trọn đời thì phải lấy đạo nghĩa làm trọng. Câu chuyện thứ 13, làm người trí tuệ cần nhớ, thiện nhỏ giống như ác lớn, thiện lớn lại có vẻ vô tình. Bởi lòng trắc ẩn, hàng ngày ông lão đã cho 2 con ngỗng hoang bị mắc kẹt trong hồ ăn, kết quả đã khiến hàng trăm con ngỗng hoang mất mạng. Làm người cần phải đứng trên cao và nhìn ra xa, phải nhớ, tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Trong lòng mỗi người đều có sự lương thiện, khi nhìn thấy người khác rơi vào khốn khó, chúng ta thường không thể chịu nổi mà muốn giúp đỡ một tay. Nhưng nếu như chúng ta làm những việc tốt ấy chỉ vì để xoa dịu sự không đành lòng của chính mình, mà không phải thực sự cải thiện được hoàn cảnh của người khác, vậy thì đó chính là tiểu thiện, lòng tốt nhỏ nhoi. Những việc làm tốt như vậy là do chúng ta không biết nhìn xa, ngược lại, đôi lúc còn khiến cho đối phương dễ dàng lâm vào sự nguy hiểm mới nữa. Có một câu chuyện kể về cái chết của hàng trăm con ngỗng hoang chỉ vì lòng tốt nhỏ nhoi của một ông lão như thế này. Có ông lão chứng kiến 2 con ngỗng hoang bị mắc kẹt trong hồ đã động lòng trắc ẩn, nên hàng ngày ông lão đều đến cho chúng thức ăn. Kết quả là, năm này qua năm khác, số ngỗng hoang ngày một nhiều hơn, chúng cũng không còn bay về phía nam để tránh cái lạnh nữa. Tuy nhiên, có một năm nọ, ông lão qua đời. Hàng trăm con ngỗng hoang đến chờ được cho ăn, đều chết đói hết cả. Khi giúp đỡ người khác chúng ta nên suy xét toàn diện, cần phải nhớ rằng, cho người ta con cá, chi bằng cho người ta cần câu, đó mới chính là hành động nhân ái thực sự. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích thiệt hơn trước mắt, mà phải cân nhắc sự lợi và hại về lâu về dài mà có hành động từ thiện hợp lý, như thế được gọi là đại thiện. Cổ nhân cũng thường giảng về đạo lý như vậy, gọi là tiểu thiện như đại ác, đại thiện tối vô tình. Tiểu thiện như đại ác. Thời kỳ Xuân Thu, nước Lỗ quy định rằng, bất kỳ người nước Lỗ nào đi qua nước khác, khi nhìn thấy người dân của nước mình làm nô lệ ở nước khác, đều bỏ tiền ra chuộc họ về. Sau khi trở về nước thì báo lên chính phủ để được hoàn trả lại tiền. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống đã chuộc lại một người nước Lỗ ở nước khác, nhưng lại không đến báo chính phủ trả lại số tiền. Người dân trong nước đều ca ngợi sự cao thượng của Tử Cống, nhưng Khổng Tử thì lại không nghĩ như vậy. Khổng Tử trách cứ Tử Cống rằng, hành vi cao thượng của con, cuối cùng sẽ dẫn đến việc không ai sẵn sàng chuộc nô lệ nữa. Bởi vì chuộc người xong không báo lên để được hoàn trả là phẩm chất cao thượng, vậy nếu như ta chuộc người xong mà báo lên thì sẽ bị nói là nhân phẩm không tốt, vậy thì sau này còn ai muốn bỏ tiền ra để chuộc nô lệ về nữa chứ? Thực tế đã chứng minh Khổng Tử nói đúng, sau Tử Cống, rất ít người báo lên chính phủ để lấy lại khoản tiền đã chuộc người, nhưng những người nô lệ được giải cứu cũng ít đi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn còn có một câu chuyện kể rằng, có một vị tể tướng tên Lữ Văn Ý, là một vị quan thanh liêm, sau này đã từ chức về quê. Có một người say rượu buột miệng mắng chửi Lữ Văn Ý, rồi có người đã mách chuyện này lại cho ông biết. Lữ Văn Ý với tấm lòng thiện lương, không truy cứu chuyện đó. Nhưng không lâu sau đó, người này đã phạm một tội nghiêm trọng hơn và bị kết án tử hình. Trong lòng Lữ Văn Ý áy náy vô cùng, không ngờ rằng ý nghĩ nhân từ nhất thời lúc đó của mình đã phóng túng để người đó trở nên lộng hành ngang ngược hơn, từ đó đã phạm phải tội chết. Nếu như lúc đó trừng trị chỉnh đốn anh ta, nói không chừng đã có thể khiến anh ta quay về con đường chính đạo rồi. Khi đối nhân xử thế, cần phải luôn giữ một trái tim nhân hậu, nhưng không phải tất cả mọi ý tốt đều có thể mang lại kết quả tốt, đã có rất nhiều tiểu thiện trái lại còn gây ra những thảm họa lớn. Hai câu chuyện này cho chúng ta biết rằng lòng tốt mù quáng có thể gây điều ác. Khi gọi là tiểu thiện, lòng tốt mù quáng chính là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bị cảm xúc che mắt, vừa có ý niệm nhân từ, liền thuận tay làm ngay, như vậy gọi là tiểu thiện. Ví dụ như, có người không thích sát sinh, mà thích phóng sinh. Nhưng nếu phóng sinh một cách mù quáng thì sẽ phá hủy môi trường sinh thái tại nơi đó, dẫn đến thảm họa diệt vong cho nhiều sinh vật khác. Khi người ta nhìn thấy trẻ em khuyết tật trên đường mong cầu sự giúp đỡ, thế là họ không thể nào không cho tiền. Những việc làm tốt nhỏ nhoi này có thể nhất thời giải quyết được vấn đề ăn mặc, nhưng về cơ bản họ không thể thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ. Điều xấu xa hơn nữa là có rất nhiều băng nhóm tội phạm, nhìn thấy từ đó có thể lợi dụng lòng tốt của người ta để trục lợi. Chúng sẽ không ngần ngại bắt cóc trẻ em và khiến cho những đứa trẻ trở thành tàn tật và buộc chúng phải ra đường để ăn xin. Đây chính là tiểu thiện như đại ác. Đại thiện tối vô tình. Khổng Tử còn có một người học trò tên Tử Lộ. Một hôm nọ lúc đi gần bờ sông, anh chàng này đã cứu một nông dân từ dưới sông lên. Người nông dân đã biếu một con bò cho Tử Lộ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong thời đại nông nghiệp, một con bò là một món quà vô cùng giá trị. Tử Lộ vui vẻ dẫn con bò đi khắp phố. Người qua đường bàn tán rì rầm, người này cứu người là tốt, nhưng lại nhận con bò của người ta, nhân phẩm thật xấu. Sau khi Khổng Tử biết điều đó, ông đã công khai khen ngợi Tử Lộ. Bởi vì việc cứu người và nhận quà từ họ, sau này nó sẽ khiến cho nhiều người hơn sẵn sàng cứu những người sắp chết đuối trong tương lai. Sự lương thiện chân chính nhất định đều phải có lý trí, phải buông bỏ những nhân tố cảm tính, cảm xúc và tình cảm. Không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, không bị quấy rầy bởi cảm xúc. Vào thập kỷ 90, người Mỹ thương xót cho 4.000 con nai hoang dã trong khu rừng Ca Ba thuộc dãy núi Rocky. Họ hy vọng chúng có thể tránh khỏi những con sói, nên lúc bấy giờ Tổng thống Mỹ đã ra lệnh giết hại những con sói hoang trong rừng. Chẳng mấy chốc, những con sói bị giết hết sạch, số lượng nai hoang cũng bắt đầu tăng lên. Sau hơn 10 năm, loài nai hoang dã đã phát triển lên đến hơn 100.000 con. Tuy nhiên do có quá nhiều nai, nên chúng đã ăn sạch những cỏ dại cây cối, và rồi chúng cũng bắt đầu chết đói hàng loạt. Nhận thấy loài nai hoang dã sắp bị tuyệt chủng, nước Mỹ buộc phải đưa ra một kế hoạch dẫn sói vào nhà. Họ đã vận chuyển một đàn sói hoang từ Canada đến rừng Ca Ba, và rồi đàn nai cuối cùng cũng đã được hồi sinh. Sự lương thiện có lý trí, phải cân nhắc đến sự lâu dài, và chuỗi nhân quả đằng sau mọi sự việc. Trong Đạo Đức Kinh nói rằng, trời đất không nhân từ, xem mọi thứ đều là cây cỏ. Trời đất vốn đã có quy luật riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, cũng không có điều gì gọi là tốt hay xấu. Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, nhưng vẫn luôn chuyển động. Vạn vật sinh sôi, trời cũng không nói gì. Trời đất có vẻ đẹp tuyệt vời nhưng không nói. Trời đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi thứ, nhưng không xem đó là một ân huệ, cho nên đó là tối vô tình nhất. Làm việc tốt lớn lao không để chút dấu vết, đã vô tình mà lại càng vô ngôn, không nói. Đây chính là cái gọi là đại thiện tối vô tình. Lòng lương thiện chân chính nhất định phải kết hợp với trí tuệ. Con người vừa phải thấu hiểu lòng người trong cuộc đời này, vừa phải hiểu được quy luật của thiên nhiên tự nhiên. Chỉ có như vậy thì những việc làm tốt của chúng ta mới hợp với lẽ trời, không vi phạm quy luật tự nhiên mà lại còn giúp đỡ được người khác thoát khỏi nghịch cảnh. Lòng tốt như vậy mới thực sự là sự lương thiện chân chính. Câu chuyện thứ 14, chuyện Quản Trọng và kế sách đào tạo con người. Trăm năm trồng người là một câu nói khá quen thuộc với người Việt Nam. Câu nói này lấy từ kế sách trị nước của một nhân vật thời Xuân Thu, đó là nhà chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Quản Trọng. Thời ông làm tể tướng, nước Tề trở thành nước hùng mạnh nhất và Tề Hoàn Công được tôn lên đứng đầu ngũ bá. Tề là một nước lớn thời Xuân Thu. Dưới triều Hoàn Công, Tề là nước hùng mạnh được phong bá bởi có nhiều người giỏi như Quản Trọng, Thất Bằng, Báo Thúc Nha giúp sức. Nhưng nổi bật nhất chính là Quản Trọng. Ông là nhà tư tưởng lớn, nhà quân sự đại tài, chính trị gia lỗi lạc, đồng thời là kinh tế gia có nhiều cải cách xã hội táo bạo và hiệu quả. Quản Trọng đã có công chuyển đổi hệ thống cai trị của nước Tề từ quý tộc tập quyền sang quan viên chuyên trách. Quản Trọng tập trung quyền lực triều đình bằng cách chia nước Tề thành nhiều làng, mỗi làng tập trung vào một lĩnh vực thương mại riêng. Thay vì dựa vào giai cấp quý tộc để thu thuế như truyền thống trước kia, ông áp dụng thuế má trực tiếp tới mỗi đơn vị làng xã. Ông chia dân số thành 4 nhóm: quan chức, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Sau đó, ông đã phát triển phương pháp chọn người tài hiệu quả hơn, thông qua các chương trình đào tạo mới, theo đó sinh ra một thế hệ quan chức chuyên nghiệp. Thay vì phụ thuộc vào các nhóm nhỏ binh sĩ được các gia đình quý tộc khác nhau đào tạo, ông tuyển quân trực tiếp từ làng xã. Quản Trọng cũng cho rằng phúc lợi của dân là nền tảng của nước Tề. Người dân no đủ sẽ dễ dàng tiếp thụ sự chính trực và lễ nghĩa, theo đó mới dễ dàng cai quản. Ông đưa ra một biểu thuế thống nhất và sử dụng nguồn lực triều đình để khuyến khích sản xuất muối và sắt. Quản Trọng chủ trương rằng nhà vua cần quan tâm đến sự phát đạt của tất cả tầng lớp xã hội, đảm bảo người dân ai cũng no cơm ấm áo, sẵn lòng phụng sự ngôi rồng. Quản tin rằng 4 cột trụ của một nước là lễ nghi, công bằng, chính trực và lương tâm. Thân làm lãnh đạo phải tuân theo nếp sống này và trở thành một tấm gương đạo đức cho dân. Một điều đặc biệt phải nhắc tới chính là kế sách đào tạo nhân tài của Quản Trọng. Trước đây, do nội chiến kéo dài, nước Tề lâm vào tình trạng kinh tế kiệt quệ. Vua Tề vời Quản Trọng đến bàn kế sách chấn hưng đất nước. Quản Trọng đưa ra nhiều giải pháp nhưng nhấn mạnh: nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; trung thân chi kế, mạc như thụ nhân; nhất thụ nhất hoạch giả, cốc giã; nhất thụ thập hoạch giả, mộc giã; nhất thụ bách hoạch giả, nhân giã; ngã cầu trùng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn. Sách Quản Tử, chương quyền tu, nghĩa là kế cho 1 năm thì không gì bằng trồng lúa, kế cho 10 năm thì không gì bằng trồng cây, kế cho suốt đời thì không gì bằng đào tạo con người. Trồng 1 mà lợi ích 1 đó là lúa, trồng 1 mà lợi ích 10, đó là cây, đào tạo 1 mà lợi ích 100 đó là con người. Nếu chúng ta chú trọng đào tạo con người, thì hiệu dụng như thần, làm việc mà thu được hiệu quả thần kỳ thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được. Bình về Quản Trọng, trong thiên hiến vấn của sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói như sau: người này ư? Vua Tề lấy ấp biển 300 nhà của bá thị thưởng công cho Quản Trọng, khiến bá thị nghèo khổ suốt đời mà không hề oán hận. Quản Trọng có thể khiến người khác nghèo khổ mà vẫn không oán không hận, đủ biết tầm vóc của ông trong lòng người khác lớn đến thế nào. Thiên hiến vấn cũng ghi lại việc Tử Lộ thỉnh giáo Khổng Tử, nhắc lại chuyện trước đây khi Tề Hoàn Công và em trai là công tử Cù tranh giành ngôi vua thì Quản Trọng và Triệu Hốt theo giúp công tử Cù. Nghe tin Tề Hoàn Công giết công tử Cù, Triệu Hốt liền tự sát, còn Quản Trọng thì không. Tử Lộ hỏi: Quản Trọng vậy không được coi là người có nhân chăng? Khổng Tử đáp: vua Tề Hoàn Công nhiều lần triệu tập họp chư hầu mà không dùng binh lực, đó là nhờ công sức của Quản Trọng, như thế còn ai nhân bằng. Đó chính là Quản Trọng còn theo đuổi lý tưởng lớn lao hơn một ngôi vua liên minh chư hầu, tránh dùng vũ lực gây chiến tranh, là người theo đuổi đạo nhân. Vì thế Khổng Tử đánh giá cao công trạng của Quản Trọng, Triệu Hốt chỉ được tiếng Trung, không thể sánh bằng. Câu chuyện thứ 15, gặp chuyện không trách cứ, là sự tu dưỡng và trí tuệ cao nhất. Lương Khải Siêu cả đời có rất nhiều kiến giải, nhưng ông khi đối mặt với người khác lại không hay giải thích, cũng không nghiêm khắc chỉ trích. Đối với sự kiện cắt thận ầm ĩ tại Bệnh viện Hiệp Hòa, Lương Khải Siêu cũng không trách cứ, ngược lại còn gửi công văn đi để mọi người đối với Tây Y có thể khoan dung hơn. Bởi gặp việc mà không chỉ trích, còn khoan dung và có hành động cụ thể, nên Lương Khải Siêu đã có được nhân duyên và vận khí tốt. Gặp chuyện không chỉ trích, càng khoan dung và khoáng đạt bao nhiêu thì lại có thêm phúc phận bấy nhiêu, nhân duyên và vận khí tốt đều sẽ đến. Lương Khải Siêu có gia đình hòa thuận, bí quyết của ông là gặp chuyện không chỉ trích, không cãi vã. Lương Khải Siêu sau mấy năm kết hôn với vợ, tại núi Đàn Hương vô tình gặp được một người con gái tri âm, liền có ý muốn lấy làm thiếp. Sau đó Lương Khải Siêu viết thư về nhà để dò ý vợ. Đối mặt với người chồng đa tình, vợ ông cũng không khóc lóc om sòm, cũng không chỉ trích, mà là khéo léo trả lời. Nếu như anh thực sự thích, em sẽ bẩm báo với cha làm chủ cho anh, tác thành cho hai người. Lương Khải Siêu nhận được hồi âm thì kinh hãi, từ đó về sau từ bỏ ý nghĩ lập thiếp. Quản lý gia đình là một nghệ thuật, không thể dựa vào chỉ trích, cãi lộn để giải quyết vấn đề được. Giữa vợ chồng không sợ có vấn đề mà chỉ sợ dùng trách cứ để giải quyết vấn đề. Cuộc sống thật là rối rắm, không hề lấp lánh giống như trong tưởng tượng. Tình cảm sẽ không phai nhạt đi theo thời gian, mà là do chỉ trích và cãi vã mới bị biến chất. Vợ chồng sống chung nên thông cảm cho nhau, ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp, cả hai vợ chồng cũng đều vì hạnh phúc của gia đình mà cố gắng. Gặp những vấn đề nhỏ nhặt, phải hiểu chuyện, người chồng vất vả bên ngoài không dễ dàng gì, người vợ ở nhà cũng phải làm việc cực nhọc. Không ai lại tự nhiên phó xuất, bất luận là cố gắng của bên nào thì đều là từ tình yêu. Gặp chuyện không chỉ trích mà lại biết thông cảm thì gia đình mới có thể ngày càng hài hòa và thịnh vượng. Mọi người đều nói Lương Khải Siêu là một người cha thành công, ông giáo dục con cái đều trở thành ưu tú. Lương Khải Siêu luôn lấy niềm vui làm phương châm sống, khi giáo dục con cái cũng không có thuyết giáo hay chỉ trích gì, mà là hướng dẫn từng bước, trong mỗi phong thư viết cho con đều là tình cảm chân thành thiết tha. Con cái ngoan không phải là do chỉ trích mà là do khích lệ. Trong quá trình phát triển, cha mẹ luôn chỉ trích con cái có thể làm cho con trẻ bị thiếu tự tin, trở thành tự ti, về sau ra đời sẽ hay sợ sệt. Cha mẹ chỉ trích con cái còn làm thương tổn lòng tự trọng của con, để lại một vết thương trong tâm lý của trẻ. Bạn càng chỉ trích con cái thì con cái lại càng đối nghịch với bạn, bạn càng khen ngợi con cái lại càng nghe lời bạn. Cha mẹ có thể phê bình con cái, nhưng không thể vô duyên vô cớ chỉ trích. Phê bình con cái mấu chốt ở chỗ là để cho con nhận thức được sai lầm của mình, chứ không phải đánh vào lòng tự trọng và tự ti của con. Không nên chỉ trích con cái trước mặt người khác, không nên cứ nói đi nói lại mãi một sai lầm của con. Gặp chuyện không trách cứ là món quà quý giá nhất dành cho con. Gặp chuyện không trách cứ, thông cảm cho người yêu, khích lệ con cái, tha thứ cho bạn bè, chính là mang vận may đến cho chính mình. Gặp chuyện không trách cứ là sự tu dưỡng và trí tuệ cao nhất. Câu chuyện thứ 16, người dựa vào đức thì hưng, người dựa vào lực thì vong. Lật lại lịch sử cổ xưa có thể thấy, những cá nhân hay minh quân nào kính trọng trời đất, hiền lương, dùng đạo đức trị vì thì chắc chắn có thể thu được nhiều lợi ích. Gia đình của cá nhân ấy cũng bình an và dân chúng của vị vua ấy cũng nhờ đó mà được hưởng cuộc sống mưa thuận gió hòa, sung túc an vui. Trái lại, những cá nhân hay hôn quân nào dựa vào bạo lực để cai trị thì bản thân người ấy, gia đình người ấy gặp họa, vương triều của vị vua ấy chết yểu, dân chúng sống lầm than. Trong cuốn cổ thư Sử Ký có ghi rằng, thị đức giả xương, thị lực giả vong, nghĩa là người dựa vào đạo đức tốt lành nhất định sẽ được hưng thịnh, kẻ dựa vào bạo lực nhất định sẽ bị diệt vong. Trong Tả Truyện cũng ghi, đức là nền tảng của đất nước. Từ thời cổ đại đến nay, từ cá nhân hay các ngành nghề trong xã hội đều giảng phải coi trọng đạo đức. Người tinh thông võ thuật nhất định phải coi trọng võ đức. Người hành y tế thế rằng phải có y đức. Người làm ăn buôn bán cũng rằng phải có thương đức. Người dạy học phải có sư đạo. Đạo đức là nền tảng để một quốc gia hưng thịnh, phồn vinh, cũng là quy phạm căn bản làm người. Trong Lễ Ký viết, con người tâm phục bởi đức, không phục bởi lực. Các bậc hiền nhân, người có đạo đức cao thượng trong lịch sử đều khinh bỉ bạo lực. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng viết, binh đao là vật không cát tường. Người quân tử chẳng nên dùng nó, bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng. Người quân tử ưa sống điềm đạm, thắng không có mừng. Mừng vì thắng hẳn là tâm địa kẻ thích giết người. Kẻ thích giết người thì không thể cai trị thiên hạ. Bất luận là việc quốc gia đại sự hay đối nhân xử thế đều phải dựa vào đức hạnh cao thượng để thu phục lòng người. Việc dựa vào bạo lực mà làm thì có thể khiến người khác nhất thời khuất phục, nhưng cuối cùng chỉ có thể là mua dây buộc mình, tự rước lấy sự hổ thẹn mà thôi. Từ lịch sử có rất nhiều bài học làm minh chứng cho điều này. Hoàng đế nhà Tùy, Tùy Dạng Đế, dùng chính sách bạo lực, từng lạm sát dân chúng, cuối cùng nhà Tùy trở thành vương triều yểu mệnh trong lịch sử. Thương Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương, hoang dâm vô độ, lạm sát bề tôi trung thành, giết hại dân chúng lương thiện mà khiến nhà Thương tiêu vong. Cổ nhân có câu, đắc dân tâm giả đắc thiên hạ, người được lòng dân thì được cả thiên hạ, hay muốn yên được thiên hạ thì phải có được lòng người. Việc cai trị hà khắc khiến dân sợ hãi thì chớ có làm, bởi vì dù bách tính hiền lành, ngờ nghệch, có thể chịu nghèo đói, có thể chịu cúi đầu, nhưng vẫn luôn có giới hạn của nó. Vua là thuyền, dân là nước, Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Gia Cát Lượng lấy trí tuệ, nhẫn nại, 7 lần bắt mạnh hoạch, 7 lần tha, cuối cùng khiến đối phương tâm phục khẩu phục, triệt để quét sạch ẩn họa cho nước Thục ở phía Nam. Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng nói, lấy đồng làm gương thì có thể chỉnh sửa lại mũ áo, lấy lịch sử làm gương thì có thể biết được thịnh suy đổi thay, lấy người làm gương thì có thể minh bạch được mất. Ông là một trong những vị hoàng đế dựa vào đức hạnh mà tạo lập nhà Đường phồn thịnh, dân chúng an vui. Khang Hy hoàng đế 8 tuổi lên ngôi, làm vua trị vì đất nước suốt 61 năm, là một trong những nhà cai trị tại vị lâu nhất trong lịch sử thế giới. Thời gian tại vị của ông được xem là mở đầu của Khang Càn thịnh thế kéo dài hơn 100 năm. Có thể làm được điều ấy chính là bởi vì Khang Hy là vị vua lấy dân làm gốc, dùng đức cai trị đất nước. Mỗi một triều đại hưng thịnh hoặc làm nên cơ nghiệp lớn trong lịch sử đều có yêu cầu nghiêm khắc đối với đức hạnh của người làm vua, làm quan, đồng thời phải đặt đạo trị quốc lấy dân làm gốc lên hàng đầu. Còn sự lụi tàn của chúng trong lịch sử cũng đều là do sự bạc nhược, yếu kém và sa đọa của triều chính. Đây cũng là bài học quý giá mà lịch sử nói cho hậu thế ngày nay. Câu chuyện thứ 17, đời người có 10 chữ dưỡng, bạn đã học được mấy chữ? Đời người có 10 chữ dưỡng ấy là tu tâm dưỡng tính, có thể trở thành một con người chân chính xứng đáng ở vị trí anh linh vạn vật, không cô phụ ân trạch của đất trời. Nhẫn năng dưỡng phúc, người biết nhẫn giống như đóa mai trong sương tuyết, chịu thiệt thòi một chút, chịu thống khổ một chút, để về sau làm nên cả mùa xuân. Trung năng dưỡng lộc, người biết trung tựa như thân trúc ngay thẳng kiên trinh, làm gì cũng vẹn toàn trước sau, có thể đứng vững trước chông gai mà nảy lộc cho đời. Động năng dưỡng thân, người biết động tựa như nước trên con sông kia có thể luân chuyển không ngừng để làm sạch chính mình, nước sông mà không động sẽ chẳng khác nào vùng nước chết, không gì có thể sinh sôi. Muốn cây ra quả ắt phải vun trồng, không ai trên đời có thể vô công mà nhận bổng lộc. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, ấy là quy luật tuần hoàn của vũ trụ để bảo toàn vạn vật. Biết được khi nào cần tĩnh, khi nào cần động, ấy là đạo tu thân vậy. Lạc năng dưỡng thọ, vui có thể cười nhưng buồn đau bi thương vẫn mỉm cười, ấy mới là đạo của trường thọ. Vui hay buồn âu cũng chỉ là khoảnh khắc, chớ nên vì cái ngắn ngủi mà quên mất việc dài lâu. Nói đơn giản một chút thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, chẳng tốn tiền mà muôn phần lợi, vậy thì tiếc chi mà không nhoẻn miệng cười cho trăm hoa thêm sắc. Học năng dưỡng thức, cái quan trọng của học chính là luôn biết tiến lên, có tâm cầu thị, không tự giới hạn bản thân trong hiểu biết hẹp hòi. Người càng học trí óc càng rộng mở thì cái tâm càng khoáng đạt, có thể thấu được nhân sinh thì sẽ biết cái gì là quan trọng, cái gì nên buông bỏ. Người không học dễ trở thành vô minh, không thể phân biệt đúng sai, chuyện trái đạo lý luân thường cũng làm, ấy chính là tự hại bản thân mình. Học có nhiều thứ để học, nhưng trong đó học đạo làm người là quan trọng và căn bản nhất, biết rèn giũa đạo đức thì dẫu không thành tài cũng có thể thành nhân. Tĩnh năng dưỡng tâm, con người dẫu đường đời khác nhau nhưng khi đã trải qua nhiều thì đến một lúc nào đó cũng chỉ mong được an ổn. Cái an ổn ấy không phải hướng ngoại mà cầu, bởi bình an thật sự đến từ trong tâm. Tâm có thể tĩnh, không tranh không đấu, thì sẽ được tự do tự tại. Tâm có thể bình, trước hỗn loạn mà vẫn thấu đáo mọi việc để biết xử sao cho hợp tình hợp lý, ấy là đã thật sự trưởng thành. Tĩnh cũng có cảnh giới, có thể tĩnh được bao nhiêu thì tâm có thể an yên bấy nhiêu. Cần năng dưỡng tài, con người không phải thần tiên có thể giơ tay một cái là muốn gì được nấy. Làm người nông dân muốn ruộng xanh tốt tươi thì phải cày sâu cuốc bẫm. Là một thợ thuyền muốn tay nghề tinh thông ắt phải khổ nhọc rèn giũa. Kỳ tài trước nay trong thiên hạ đều không phải một sớm một chiều mà thành tựu. Nói cách khác, trong quá trình rèn giũa cực nhọc ấy, đắng cay khổ sở đều nếm qua thì mới biết chân quý cái ngọt của thành công. Dễ được dễ mất, ắt sẽ không biết quý trọng. Ái năng dưỡng gia, thành gia lập thất chính là tạo dựng cái gốc của xã hội. Muốn gia đình hưng thịnh thì yêu thương là căn bản. Trong ái có tâm, yêu thương chính là dụng tâm mà nghĩ cho người khác. Có thể vì lợi ích lâu dài của người khác mà hy sinh lợi ích của bản thân, dẫu có như thế thì nhất định vẫn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Thành năng dưỡng hữu, muốn tìm người có thể cùng chung chí hướng, trở thành bằng hữu nâng đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chia ngọt sẻ bùi thì ắt phải đối đãi nhau bằng sự chân thành. Loài chim nhạn trên trời dẫu cái chết chia cắt cũng không thể rời nhau. Làm người sống trên đời không thể dùng sự chân thành, thành tín mà đối đãi thì cỏ cây chim chóc cũng rẻ khinh. Sao có thể kết giao được bạn bè tốt đây? Thiện năng dưỡng đức, ông bà vẫn dạy, tích đức hành thiện, người thiện lương ắt sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi, bởi nhân quả là có mắt, đời người có vay ắt có trả. Có thể hành thiện tích đức ấy chính là biết quý trọng con đường nhân sinh của mình vậy. Câu chuyện thứ 18, Khổng Tử bàn về chấp chính, nhìn thấy quá rõ thì không có người theo. Sống ở đời ai mà không có lỗi lầm, ai mà không từng phạm phải sai sót. Nếu có thể nhìn mọi thứ bằng ánh mắt khoan dung, không quá chấp nhất ắt sẽ được người tín phụng. Tử Trương, một học trò của Khổng Tử, đã hỏi thầy về đạo lý về chính trị và chấp chính. Khổng Tử giảng, người quân tử trị vì dân chúng, không nên thiết lập những tiêu chuẩn quá cao, không nên thuyết dụ nhân dân bằng những mục đích quá xa rời thực tế, đừng cưỡng chế họ làm những việc mà họ không có khả năng. Tử Trương đáp, học trò xin tiếp thụ giáo huấn. Khổng Tử giảng thêm, trò nhất định phải nhớ, nước trong thì không có cá, người nhìn thấy mọi thứ quá rõ ràng thì không có người theo. Ngày xưa, vương miện của các hoàng đế thường có các chuỗi ngọc rũ xuống che phủ khuôn mặt, đó là để họ không nhìn quá rõ mọi thứ. Họ trang trí cho che kín lỗ tai để không nghe được quá nhiều điều. Tử Trương nghe xong thành khẩn nói, thầy giảng thật uyên thâm. Khổng Tử cũng giảng, trò nên truyền giảng những nguyên lý phù hợp với mức độ tiếp thu của quần chúng, giáo dục cho họ có khả năng độc lập tư duy dựa trên những nguyên lý và tự tìm ra phương hướng cho bản thân. Khi người phạm lỗi lầm, đừng làm mọi thứ để chỉ ra lỗi lầm của họ, hãy khoan dung và tha thứ cho họ dựa vào những điều tốt đẹp mà họ đã làm trong quá khứ. Điều đó sẽ giúp họ ngày càng trở nên tốt hơn, như một người chết đi mà được sống lại. Đấy là một phương cách của đấng trị vì. Tử Trương đáp tạ, thầy giảng thật thấu đáo. Khổng Tử giảng thêm, muốn người khác tin theo, tốt nhất là khiêm tốn lắng nghe quan điểm của họ trước. Muốn một chính sách được thực thi nhanh chóng, tốt nhất là hãy tự mình làm gương. Muốn người sớm quy phục mình, cách tốt nhất là dạy cho họ những đạo lý chân chính. Nếu trò có thể đạt được những điều trên thay vì chỉ biết mắng mỏ và trừng phạt dân chúng, trò sẽ là một người chấp chính được yêu chuộng. Nếu nhìn thấy quá rõ thì không có người theo, ý nói rằng chúng ta nên đối xử với người khác bằng nhẫn nại, không nên mắng chửi hay yêu cầu người khác quá khắt khe. Là con người, ai cũng có điểm yếu kém. Nếu nhìn thấy quá rõ thì không có người theo, dạy chúng ta trở thành khoan dung và ân cần với người khác. Chúng ta nên cảm nhận được điểm mạnh của người khác và học hỏi từ họ để không ngừng thăng tiến về phẩm chất và đạo đức. Khổng Tử luận về đức hạnh của nước. Đức Khổng Tử đang chăm chú ngắm dòng sông chảy về phương đông. Tử Cống hỏi, thưa thầy, vì sao người quân tử nhìn ngắm dòng nước như thế này lại cảm thấy vui vẻ? Khổng Tử nói, bởi vì dòng nước vĩ đại có thể liên tục di chuyển về phía trước không ngừng. Nó làm điều tốt lành khi tưới mát cho đất đai ở khắp nơi mà nó chảy qua. Ngay cả nó không tự quan tâm đến việc nó đang thực hiện một kỳ công to lớn. Nó chính là giống như đức hạnh. Khi nó chảy, dù cho có lúc ở nơi thấp hay có lúc ở nơi cao, nó đều theo một nguyên lý. Nó tượng trưng cho công lý. Dòng nước vĩ đại không bao giờ khô cạn hay dừng lại. Nó giống với đạo. Khi nó chảy vào thung lũng sâu vạn trượng, nó lao về phía trước mà không sợ hãi. Nó giống như lòng can đảm. Nó luôn tự cân bằng mình. Nó giống như pháp lý, quy luật. Khi nước làm đầy cái gì, nó tự nhiên chảy ra ngoài mà không cần bị cắt xuống. Nó giống như sự ngay thẳng. Nó thật thận trọng để có thể đến bất kỳ đâu nó cần đến. Nó giống như việc khám phá những chi tiết nhỏ nhất trong mọi vật. Nó từ đầu nguồn tuôn chảy về đông. Nó giống như có mục đích cao thượng. Nó có thể đi vào và đi ra không kể là nó đi đâu. Nó có thể làm trong sạch mọi thứ ở đó. Nó giống như một vị hiền triết giỏi về giảng dạy. Nước có rất nhiều đức hạnh. Vì thế khi người có đức hạnh nhìn nó, họ nhất định sẽ quan sát nó cẩn thận và cảm thấy vui. Khổng Tử bàn luận về tính tự phụ và đức hạnh. Một hôm, Tử Lộ, một môn đồ của Khổng Tử, ăn mặc chỉnh tề kèm theo đôi chút khoe khoang đến bái kiến Khổng Tử. Khổng Tử bèn nói, Trọng Do, tên hiệu của Tử Lộ, cho tự hào chi vậy. Khi dòng Trường Giang bắt nguồn từ ngọn Dân Sơn, dòng chảy của nó yếu đến nỗi nó chỉ có thể đẩy được một chiếc thuyền mộc rỗng. Nhưng khi ra đến biển, nó mạnh như một trận cuồng phong và có thể làm lật cả một con thuyền mà cố băng qua nó. Đó chẳng phải là vì nước chảy xuôi theo dòng ư? Bây giờ Trọng Do ăn mặc khoe khoang, tự cho mình là nhất, thiên hạ còn ai dám chỉ ra khuyết điểm của Trọng Do nữa. Tử Lộ bước nhanh ra khỏi phòng và trở lại sau khi đã thay bộ trang phục bình thường. Khổng Tử nói, Trọng Do, hãy nhớ rằng, người nói quá nhiều là người thiếu thực chất, người thích hiển thị bản sự thường hay khoác lác, và người thích thể hiện trí tuệ và năng lực hơn người đích thị là kẻ tiểu nhân. Do vậy, người quân tử khi thuyết về đạo chỉ nói theo hiểu biết của họ, đó chính là mục đích của việc nói chuyện. Nếu họ không biết thì họ nói là không biết, đó chính là chuẩn tắc cơ bản nhất của việc hành xử. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy chính là biết vậy. Ai hành xử theo quy tắc này thì đúng là người nhân đức. Một người vừa có trí tuệ lại vừa nhân đức, người ấy còn bất mãn điều gì nữa đây? Câu chuyện thứ 19, vì sao Lưu Bang tài hèn sức mọn lại có thể đánh bại chiến thần Hạng Vũ? Người xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lịch sử đã từng chứng kiến rất nhiều trận chiến mà tương quan lực lượng hoàn toàn chênh lệch, nhưng cuối cùng chiến thắng lại thuộc về bên yếu thế hơn. Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ chính là một ví dụ điển hình. Trước khi chiến tranh Hán Sở diễn ra, Hạng Vũ sở hữu 40 vạn quân binh, còn Lưu Bang chỉ mang theo 3 vạn binh mã. Nếu luận về thân thế, Hạng Vũ là quý tộc nước Sở, trong khi Lưu Bang chỉ là một trưởng đình nhỏ nhoi. Đối mặt với đối thủ có thực lực hùng mạnh như vậy, Lưu Bang làm cách nào lấy yếu thắng mạnh, thống nhất thiên hạ? Đáp án được tiết lộ đúng vào ngày Hàn Tín đăng đàn bái tướng. Mặc dù Lưu Bang không hiểu tài học của Hàn Tín, nhưng dưới sự đề bạt liên tục của Tiêu Hà, Lưu Bang bán tín bán nghi hỏi Hàn Tín, Tiêu thừa tướng nhiều lần nhắc đến tướng quân có kế sách gì muốn chỉ giáo cho ta? Hàn Tín không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, hôm nay đại vương muốn hướng về phía đông tranh đoạt thiên hạ, đối thủ lớn nhất của ngài không phải là Hạng Vũ sao? Luận về dũng mãnh, nhân ái, quân lực, ngài cho rằng bản thân mình vượt qua được Hạng Vũ ở điểm nào? Lưu Bang trầm mặc hồi lâu mới thành thật đáp, không sánh bằng. Hàn Tín thấy ông hiểu rõ bản thân bèn hướng ông vái hai vái, sau đó nói, thần cũng cho rằng đại vương không bằng Hạng Vũ. Tuy nhiên, thần từng là thủ hạ dưới trướng Hạng Vũ, trước tiên xin hãy để thần nói những gì thần hiểu biết về Hạng Vũ. Theo cách nhìn của Hàn Tín, ưu thế của Hạng Vũ chỉ là biểu hiện ngoài mặt, thực chất đó chỉ là thất phu chi dũng, dũng mãnh của kẻ thất phu, phụ nhân chi nhân, nhân ái của đàn bà. Hạng Vũ hét một tiếng có thể dọa sợ hàng vạn binh sĩ, nhưng ông ta không có khả năng sử dụng những nhân tài chân chính. Ông ta đối với người khác nhân từ cung kính, nói chuyện đầy hòa khí, nếu như có người bệnh tật, ông ta thậm chí có thể mắt ngấn lệ mà đưa đồ ăn đến cho họ. Tuy nhiên khi có người lập chiến công, cần phong vương phong hầu thì ông ta lại do dự không nỡ ban đại ấn, đây chính là phụ nhân chi nhân. Lại nói đến phương diện mưu lược, mặc dù Hạng Vũ xưng bá thiên hạ, phân phong chư hầu, nhưng lại phạm vào rất nhiều đại kỵ. Ông vi phạm hiệp ước với nghĩa đế tiên nhập quan trung giả xưng vương, có nghĩa là ai vào bình định quan trung trước thì sẽ cho người ấy làm vua. Nhưng Hạng Vũ lại trở về Bành Thành. Ngoài ra ông ta còn phong vương cho thân tín của mình, trục xuất nghĩa đế đến Giang Nam. Cũng vì vậy mà chư hầu bốn phương đều bất mãn, nhưng vì sợ Hạng Vũ nên liên tục phản lại nghĩa đế. Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở Bá Vương, quân đội của ông ta vô cùng tàn bạo, nơi nơi giết người phóng hỏa khiến cho dân chúng ai oán ngút trời. Hàn Tín tổng kết rằng Hạng Vũ chỉ là bá vương trên danh nghĩa, trên thực tế ông ta đã sớm đánh mất lòng dân trong thiên hạ. Sự cường mãnh của ông ta rất dễ biến thành suy yếu. Xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Với sự thấu hiểu Hạng Vũ sâu sắc của mình, Hàn Tín đã đưa ra sách lược phản kỳ đạo nhi hành cho Lưu Bang. Nội dung của sách lược này chính là sử dụng những tướng sĩ dũng cảm thiện chiến, ban thưởng đất đai thành trì cho những người lập chiến công, tập hợp nghĩa quân phản kháng lại bạo chính. Như vậy, Lưu Bang không những có thể chiêu mộ được một đội quân hùng mạnh, mà còn có được lòng quân vững chắc. Đối với chiến lược cụ thể, bước đầu tiên trong kế hoạch tiến về phía đông của Lưu Bang là phải nắm được vùng đất Tam Tần. Đây chính là vùng đất mà Hạng Vũ ban cho 3 vị tướng nhà Tần đã đầu hàng. 3 người họ đã lãnh đạo huynh đệ quan trung chiến đấu nhiều năm, nhưng Hạng Vũ đã lừa gạt họ đầu hàng, kết quả giết chết hơn 20 vạn hàng binh. Bách tính nhà Tần đối với 3 người này hận tận xương tủy, chỉ vì Hạng Vũ đã dùng sức mạnh của ông ta ép buộc họ trở thành chư hầu. Khi Lưu Bang tiến vào đất Tần, dựa vào ước định xưng vương và ước pháp tam chương với bách tính nước Tần mà hợp lý hợp tình cai trị vùng đất này. Tuy nhiên, ông lại bị Hạng Vũ đoạt quyền, ép đến Hán Trung. Cũng vì vậy mà bách tính đất Quan Trung vô cùng bất bình thay cho Lưu Bang. Hàn Tín tự tin nói, nếu như ngài muốn tiến quân về phía đông, chỉ cần phát thông chi ở vùng đất Tam Tần, thì không cần chiến đấu cũng có được đất Quan Trung này. Sau khi nghe xong, Lưu Bang vui mừng khôn xiết. Lúc bấy giờ ông mới tin tài năng của Hàn Tín, còn cảm thấy nuối tiếc khi gặp được Hàn Tín quá muộn. Từ việc phân tích tình thế cho đến việc Hàn Tín vì Lưu Bang mà định ra mưu lược thống lĩnh thiên hạ, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Lưu Bang cũng vô cùng tôn trọng và bái phục Hàn Tín, can tâm tình nguyện đem tương lai của Hán Thất phó thác cho ông, dựa theo kế hoạch của ông mà từng bước mở mang cuộc chiến Hán Sở. Hàn Tín được xưng là Hán Trung đối, Lưu danh thiên cổ, cùng với Long Trung đối Gia Cát Lượng mà lưu lại nhiều kiệt tác quân sự được hậu thế ca ngợi. Câu chuyện thứ 20, đâu là phẩm đức của bậc trí giả? Có một câu chuyện kể rằng, Khổng Tử có một học trò thường ngày rất thích cùng người khác tranh luận. Một hôm, người học trò này đến hỏi thăm Khổng Tử thì gặp một người mặc quần áo xanh biếc đang đứng ở cổng nhà Khổng Tử. Người khách này ngăn vị học trò kia lại và nói, nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng Thánh Nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa, nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lạy ta. Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói, xuân, hạ, thu, đông, có 4 mùa. Người khách kia cãi lại, sai, có 3 mùa. Vị đệ tử bất bình nói, rõ ràng là một năm có 4 mùa, sao ngươi lại nói là có 3 mùa? Đúng lúc hai người tranh luận mãi không ngớt thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi, Thánh Nhân, ngài hãy phân xử xem, một năm rốt cuộc là có mấy mùa? Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói, 3 mùa. Vị khách vô cùng vui vẻ, đòi học trò của Khổng Tử bái lạy xong rồi mới bước đi. Vị đệ tử này khó hiểu hỏi Khổng Tử, thưa thầy, một năm rõ ràng là có 4 mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có 3 mùa? Khổng Thánh Nhân trả lời, con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có 3 mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông. Con cùng với nó tranh luận chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao? Vị đệ tử ấy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bái tạ lời dạy bảo của Khổng Tử. Cảnh giới tư tưởng của mỗi người là không giống nhau, đều có lập trường riêng trong việc đối đãi với sự vật, sự việc. Chính những khác biệt trong tư tưởng ấy thể hiện được bản tính tiểu nhân, phong thái của người quân tử hay cảnh giới của bậc trí giả. Bậc trí giả chân chính có thể không vì người mà hoan hỉ, không vì mình mà bi ai. Dù cho bên ngoài có biến hóa như thế nào đi nữa, cũng không thể để ảnh hưởng đến tâm tính của bản thân. Mà muốn có được một tâm tính tốt cần phải làm được 4 điểm này. 1. Kính sợ. Trong Đạo Đức Kinh có nói, kế người ta sợ, ta không thể không sợ. Nhân sinh trên đời, nhất định phải có tâm kính sợ. Kính sợ không phải là nhu nhược, mà là sự tôn kính và lay động ở sâu trong tâm hồn. Một triết gia cổ đại từng nói, có những sự việc càng nghĩ càng khiến cho chúng ta cảm thấy thần kỳ và kính sợ. Một là những vì sao trên bầu trời, hai là đạo đức ở trong lòng. Trên đầu 3 thước có thần linh, có lòng kính sợ, làm việc mới có điểm dừng. Trong nội tâm không biết kính sợ, chẳng khác nào không có tiêu chuẩn ước thúc, có thể vì chút lợi nhỏ trước mắt mà chuyện xấu gì cũng có thể làm ra được. Trong lòng có kính sợ, đối xử với người khác sẽ tôn trọng hơn, làm việc sẽ có chừng mực hơn. 2. Từ bi. Từ bi còn cao hơn cả sự khoan dung. Khoan dung là trong ân oán giữa người với người, mà từ bi là thương xót với toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ. Con người thế gian chìm đắm trong danh, lợi, tình hoặc bị tham, sân, si khống chế đến mất cả kiểm soát. Từ bi là rộng lượng, là không đành lòng, là cảm hóa, là có thể nâng cả thế giới lên, làm cho chúng sinh được giải thoát. Lão Tử nói, dù là người thiện hay bất thiện chúng ta đều nên đối xử tử tế, dù là người đáng tin hay không đáng tin chúng ta cũng đều có thể tin. Người từ bi sẽ không có thành kiến, trong mắt họ thế gian không có người đáng hận, chỉ có người đáng thương. Người với người có chỗ khác nhau, cùng lắm chỉ là cảnh ngộ khác nhau, là do tạo hóa chiêu ngươi. Cho nên người có tâm từ bi càng lớn, càng dễ nhìn ra được điều này, càng có thể dung chứa được người khác. 3. Cam lòng. Trong Đạo Đức Kinh có nói, muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt, vì nhu nhược thắng được cương cường. Cuộc đời chúng ta có vô số ngã rẽ, lựa chọn cái này tức là phải bỏ qua cái kia, bỏ đi một ít, lại có thêm một ít, không thể cái gì cũng có hết được. Tinh lực con người là có hạn, chúng ta phải hiểu được chính mình, nỗ lực không ngừng, không được buông thả, không nên hiếu thắng, cũng không đặt mục tiêu quá xa vời. Có như vậy mới có thể bảo trì được một trạng thái tâm tính vững vàng. 4. Phải thiết thực. Trong Đạo Đức Kinh nói, cây lớn một ôm, khởi sinh từ cái mầm nhỏ, đài cao 9 tầng khởi từ một xọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Phàm là việc gì cũng phải có sự khởi đầu. Cốt lõi là chúng ta làm thế nào để có thể giữ vững ý chí để thành tựu mục tiêu của mình. Bất kể sự việc gì nếu chỉ nói ra mà không đi làm, thì cũng không có gì cải biến thực tế cả. Bậc trí giả làm việc quý ở thực tiễn và kiên trì. Họ không trục lợi, không vì cái trước mắt, từng bước một, đến đích. Giữ tính thiết thực, không nên theo đuổi những thứ quá xa tầm với, thành tựu không dành cho người viển vông. phong thái của bậc trí giả không tự nhiên mà có được, mà nó là thành quả của những năm tháng công phu dưỡng rèn. Người xưa dạy, ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Chỉ cần bạn đặt tâm sửa đổi bản thân, biết đâu một ngày bạn lại trở thành một viên ngọc sáng thì sao? Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn một đời an nhiên, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.